Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nhau gặp một cây viết mới. Tác giả Zen Zen. Đây là lần đầu tiên mà Zen Zen cộng tác với kênh Xóm Truyện Ma. Và quý khán thính giả hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của Zen Zen để tương tác với bạn ấy, tiếp thêm động lực cho Zen Zen viết ra nhiều những câu chuyện hay phục vụ cho tất cả quý vị nhé. Và đừng quên, trong quá trình nghe truyện, quý vị hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn like share để ủng hộ cho Thi. Quý vị nhớ nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới của Thi nhé. Ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu, Thi xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Nói Giỏi Tông Đường, tác giả Zen Zen. Ở đầu hẻm có cái quán nước nhà thím Bảy, văng vẳng vang lên tiếng trò chuyện của mấy bà hàng xóm. Đều đều như thế, cứ dăm ba bữa là bọn họ lại cập nhật thông tin gia đình nhà người này người kia, bới lông tìm vết để có chủ đề bàn tán. Cái thư con nhà vợ chồng Thình Dân ở cuối hẻm đi học về, nó lủi thủi chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn ai. Thế nhưng con bé vẫn giữ phép lịch sự, gặp mấy bà đang cắn hạt dưa, nó chào. Con chào các cô, các bác ạ. Bà Tân đon đã cười khéo, ra chừng thân thiện lắm. Cách nó không xa, thằng Dũng nhảy từ trên xe của đứa bạn xuống mà suýt ngã. Cái cảnh tượng này đập vào mắt các bà, lại có chuyện để bàn. Ai nấy cũng nhìn mà ngao ngán. Thằng Dũng là em trai sinh đôi của Thư, tính cách hai đứa trái ngược hoàn toàn. Nó ghét mấy bà hàng xóm lắm, đi qua còn chẳng thèm nhìn một cái. Đợi chúng nó đi xa rồi, bà Tân vỗ vỗ lên bàn, ánh mắt dõi theo hai bóng lưng kia mà phán xét. Đứa thì lầm lì, đứa thì bố láo. Ê, nhà lão Thịnh này đúng là... Cô Dương biểu môi, tỏ ý tầm thường. Nghe nói ngày mai là nhà đó về quê, bà Dân khoe là tiếp quản nhà thờ họ gì đấy. Thím Bảy bẩm bẻm nhai trầu, tuổi tác đã cao, chuyện này chuyện kia chứng kiến được không ít, nên nói vu vơ. Ồ, đúng là mấy đứa ở dưới quê có gì đâu mà khoe khoang. Nhưng mà mộ Dân cũng giỏi à, năng ra được thằng con trai. Bà bác tôi cùng quê với bà này, thầy bảo cả cái họ Phạm, cứ cách một thế hệ đẻ được toàn trai, lại đến thế hệ đẻ chỉ toàn là gái. Nghe cũng mà lạ. Cô Dương lại nói. Giỏi nói gì hả tím Bảy, kiểu này là nạo phá cũng ác lắm đấy. Chứ làm gì mà bây giờ họ đã ngoài 50 rồi, mà hai đứa con chỉ mới 16 chứ. Tím Bảy nhả bả trầu, chép miệng đáp. Rồi cũng nghiệp sớm thôi. Cái thư về đến nhà, bố mẹ nó đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến về quê vào ngày mai. Con bé chào hỏi rõ ràng, nhưng chẳng một ai quan tâm cả. Hai vợ chồng cứ cắm cúi với công việc của mình, mãi đến khi thằng Dũng mở cửa bước vào mới ngơi tay. Dũng về rồi đấy hả? Mệt không con? Vào đây, hôm nay mẹ đi chợ mua được quả dừa ngon lắm nè, để mẹ bổ ra ăn cho nó mát nha con. Trời ơi, con có thích ăn dừa đâu mà mua. Nó vùng vằng ném cặp sách lung tung, lại thả mình lên ghế sofa bấm điện thoại. Ông Thịnh từ trong bếp đem ra một đĩa dưa vàng rượm đã gọt sẵn, đặt đến trước mặt nó dỗ dành. Thế dưa vàng có ăn không? Nó lúc này mới hài lòng, vui vẻ ra mặt. Đấy, có phải nhiều bố? Mỗi bố là hiểu Dũng thôi ha. Mẹ mày trông chán lắm. Cái nhà này như thể chỉ có mỗi ba người vậy, còn cái thư chẳng khác gì là vô hình. Con bé nó hiểu chuyện, lẳng lặng giúp bố mẹ gấp nốt đống quần áo
mà chẳng đòi hỏi, chẳng nói năng gì. Bà Dân nhìn thấy nó đã hết vui, lông mày nhíu vào. Con Thư kìa, thôi mày đi ra đi, chẳng biết gì đụng vào lại loạn cả lên. Giờ đấy, ăn thì ăn nốt đi, để vứt lại phí cả ra. Thư dừng tay, nó đứng dậy ngoan ngoãn đi vào trong bếp. Quả dừa mới mua để tủ lạnh, chẳng có ai chuẩn bị cho nó. Thư cũng quen rồi, nó tự lấy dao tự bổ tự ăn, cứ một mình trong căn bếp lạnh lẽo. Ông Thịnh bà Dân có một quá khứ đen tối lắm. Đúng như người ta đã đoán, họ đã phá không ít những bào thai là gái. Đứa cả khi mới sinh được một tuần cũng đã bị lạnh cống chết. Người ngoài không biết nguyên nhân, bởi vợ chồng họ giấu giếm rất kỹ. Sau nhiều cái thai là con gái, họ mãi cũng sinh được thằng Dũng. Cái Thư xuất hiện trên cõi đời này cũng vì khi xưa hai đứa ra đời là cặp song sinh, lại được thầy bói đoán rằng Dũng sinh khí yếu, còn cái Thư thì có sinh khí mạnh mẽ, nên muốn giữ con trai buộc lòng phải giữ luôn con gái lại. Việc phân biệt đối xử trong gia đình này là chuyện hiển nhiên. Bố mẹ cố nhồi vào trong tiềm thức của Thư rằng chính nó là gánh nặng duy nhất của gia đình, là cái thứ xui xẻo khiến thằng Dũng từ nhỏ đã nhiều bệnh tật. Sống trong gia đình này, Thư chưa một ngày nào mỉm cười. Nó ít nói, lầm lì, tính tình nhiều cái kỳ lạ. Tất cả đều do bố mẹ nó dưỡng ra. Bữa cơm của gia đình hôm nay thịnh soạn và phong phú lắm. Một bữa cơm để tạm biệt cái chốn phồn hoa đông đúc này. Ánh mắt của hai vợ chồng sáng rỡ hơn bao giờ hết, nhất là khi nhìn thằng Dũng được vui vẻ. Cái Thư ao ước lắm, nhưng suốt mười mấy năm nay, niềm ao ước của nó càng ngày càng ít đi, rồi dần biến thành sự vô cảm. Nó hiểu được cả đời này cho dù có cố gắng tài giỏi đến đâu cũng không thể so bằng nửa cái móng tay của thằng Dũng. Cơm này hơi khô nhỉ? Thằng Dũng nói vu vơ. Bà Dân ngay lập tức quay sang quát tháo cái Thư. Có mỗi cái việc nấu bữa cơm mà cũng không xong nữa. Dạy mày thế nào rồi mà nấu có nồi cơm cũng để khô như củi, hả? Thư không phản ứng, nó chấp nhận. Con xin lỗi. Nhìn là đã ngứa con mắt rồi. Rồi bà lại ân cần chan nước canh cho thằng Dũng, giọng nói ngọt ngào hẳn lên. Thôi chan nước canh cho dễ ăn, mai về quê mẹ nấu cho bữa to hơn thế này bù lại nha. Thấy còn được. Vừa nói, nó vừa cố tình vênh mặt với cái Thư. Hai chị em gương mặt thì giống nhau, nhưng cái tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Chính sự nuông chiều của ông Thịnh bà Dân mới khiến cho thằng Dũng ngạo mạn vênh váo, coi trời bằng vung. Và cũng chính vì thế mới làm cho Thư trở nên trầm tính hẳn. Thư, dọn dẹp rồi rửa bát đi, mai dậy sớm để còn lên xe về quê. Mày mà ngủ quên đừng có trách tao bỏ mày lại đây. Mọi trọng trách công việc đều đổ dồn vào Thư, một đứa trẻ gầy còm. Ông Thịnh ngồi xem tivi, thằng Dũng lại thảnh thơi ăn hoa quả, cắn hạt dưa chơi game. Chẳng biết từ khi nào cái Thư giống như một đứa giúp việc vậy. Bà Dân lại nói, rửa bát xong á thì ra đây quét dọn cho sạch sẽ, mai trả nhà mà bẩn là mày chết với tao. Buổi tối cứ thế trôi qua. Khi cả nhà đã ngủ say rồi, cái Thư mới lau dọn xong nhà cửa. Đồ đạc của nó vẫn còn nguyên, bố mẹ chỉ chuẩn bị sẵn cho mỗi thằng Dũng. Thế mà Thư nó nghị lực, chịu từng ấy uất ức mà chẳng có tí biểu cảm bực tức hay giận dỗi gì. Nó chỉ cố gắng nhẹ nhàng gấp quần áo, cất sách vở vào trong cái vali cũ. Lỡ có tí tiếng động, ông Thịnh bị đánh thức. Ông khó chịu quát tháo. Ừ, đến giờ đi ngủ rồi mày còn làm cái gì đấy? Lúc về thì chẳng làm mẹ đi. Đúng là bất hạnh mà.
Con bé lại lủi thủi đem đồ ra ngoài phòng khách để sửa soạn. Đến tận gần 12 giờ đêm mới xong. Sáng hôm sau, cả gia đình trả nhà thuê rồi ra đầu ngõ chào hỏi hàng xóm. Trước mặt thì ai cũng vui cười rồi tỏ ra buồn bã khi phải chia tay. Nhưng thực chất trong ánh mắt của họ lại chứa đầy sự phán xét. Cái thư nhìn vào từng người, nó âm thầm đoán được tâm tư của họ, lại lặng lẽ cúi gằm mặt xuống. Anh chị khi nào rảnh lại lên đây chơi nhé. Đi rồi lại chẳng có ai buôn chuyện cùng. Cái người hay nói xấu bà Dân nhất lại có vẻ quyến luyến nhất. Hai người cứ nắm tay nhau bịnh rịnh. Thống nhất thế, kiểu gì tôi cũng về thăm các chị mà. Thư có một linh cảm không lành cho chuyến đi này. Nó đứng mãi một hồi lâu, đến lúc cả nhà lên xe hết rồi, nó vẫn đứng đó như đang kiêng dè điều gì. Bà Dân vẫy tay, giọng điệu nói với nó nhẹ nhàng. Lên thôi Thư, còn quên cái gì à? Cái Thư bất ngờ ngước lên nhìn. Nụ cười chưa bao giờ nó được thấy từ bà Dân dành cho nó. Đôi chân của nó nặng trĩu bước lên xe, lồng ngực nóng rang lên như lửa đốt. Bà Dân nhìn ra ngoài cửa sổ, hào hứng tưởng tượng về cái nhà thờ tổ to lớn của mình và một tương lai sung túc. Bà nói với chồng. Mình ơi, thế là ta sắp hoàn thành ước mơ rồi đấy. Kiểu này gia đình Thiếm Vân lại tức cho sôi máu. Bà nó cứ tém tém lại đi. Về đến đó trước hết là cứ bình thường. Đừng có hoành hoang, kẻo mất lòng họ đó. Nghe vậy bà Dân liền biểu môi, nói. Khi nào họ có con trai đi rồi hoành hoang được như tôi. Con tôi là tốt nhất. Bà ôm lấy thằng Dũng, tỏ ý vẻ vang. Đứa con vàng ngọc giúp gia đình bà có được sự tự hào như ngày hôm nay. Gia đình họ sau chuyến đi dài mấy tiếng đã về được đến làng. Đứng trước cái nhà thờ tổ, hai vợ chồng cười không khép được mồm. Cái cổng phải cao 4 mét, hoa văn chạm khắc tinh tế, cổ kính. Nhà thờ tổ họ Phạm tổng cộng có tận 5 gian. Một gian chính để thờ cúng tổ tiên dòng họ, 2 gian nhà ở cho gia đình, 1 gian kính để báu vật nhà họ Phạm, 1 gian quản lý gia phả dòng họ và sổ sách chi tiêu cho nhà thờ. Thằng Dũng bước chân vào nơi này đã không khỏi ngạc nhiên. Nó giang tay chạy xung quanh cái sân rộng lớn. Ôi bố mẹ ơi, cái nhà thờ tổ nhà mình to thế này cơ á, không khác gì là chùa lớn luôn. Sau này nhà ta sẽ ở đây à? Ừ, sau này con sẽ là người thừa kế nhà thờ tổ này đó. Ngoan, con yêu của mẹ. Con nhớ nhà thờ tổ chỉ có thể là của gia đình ta, biết chưa? Đấy là tất nhiên. Để con chụp một cái con khoe bọn bạn. Nào thôi, không có chụp con. Mình lễ bái chào hỏi các cụ trước đã. Bà Dân nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng thằng Dũng vẫn chẳng nghe lời, cứ đưa điện thoại lên chụp. Mẹ lắm chuyện, con chụp tí thôi mà. Ông Thịnh mãi mê ngắm mọi thứ quanh đây, trong đầu đều là những cảnh tượng sung sướng sau này. Nửa đời bất chấp tất cả để có được thằng Dũng, cuối cùng cũng đã có trái ngọt. Nào hai mẹ con, vào nhà thôi. Cái Thư đứng ở ngoài cổng một lúc mới bước chân vào. Thế nhưng ngay khi đặt chân qua cánh cổng, trái tim của nó đập loạn cả lên. Dường như nó cảm nhận có tiếng khóc than của ai đó, cảm nhận được oán khí cuồn cuộn bao trùm nơi này. Một con quạ đậu trên đỉnh cột kêu thé lên vài tiếng gay gắt, rồi lại đập cánh bay đi, báo hiệu cho một việc chẳng lành sắp xảy ra. Vợ chồng nhà họ rôm rã thu dọn đồ đạc cẩn thận, cũng tranh thủ làm một mâm cơm cúng bái gia tiên. Bà Dân bận bịu gọi cho các chú thím ở trong làng đến để cùng nhau dùng bữa cơm. Cái giọng điệu rất là đắc ý. Vâng, chú Trọng cũng đến luôn đi ạ. Nay vợ chồng em mới về tới nơi.
cơm nước xong xuôi hết rồi, chờ mỏi hả các bác các chú. Đầu dây bên kia chỉ vâng dạ mà chẳng nói thêm lời nào, bởi ai nấy đều lấy làm tiếc với chức vụ trưởng họ đã bị người ta giành được. Họ Phạm đông con đông cháu, nhưng hơn phần nữa đều lên thành phố làm ăn, hiếm khi về quê. Những nhà khác ở lại làm buôn bán nhỏ, nhưng vì số kiếp trêu người, ở gần mà lại chẳng có chức vụ gì, bởi họ không ai sinh được con trai. Nhiều người còn nói rằng đến đời họ Phạm thứ năm này dính lời nguyền tai ác. Cứ cách một thế hệ toàn là con trai, sẽ đến thế hệ chỉ sinh được toàn con gái. Thế mà vợ chồng Thình Dân đã phá vỡ cái lời nguyền ấy, để rồi bây giờ có thể ngẩng cao mặt với cả họ. Tổng cộng chỉ có đúng 4 nhà là đến được, khác xa so với họ hàng bình thường. Trên gương mặt của từng người đều lộ rõ sự đố kỵ. Bà Dân thấy mọi người đều đến hết, bà hắng giọng gọi thật to: "Thằng Dũng cái Thư đâu? Ra chào các bác đi con." Hai đứa nó trong gian phòng đi ra, nghe lời dặn của mẹ phải biết đường chào từng người một. Thằng Dũng từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình lất cất, chào hỏi chẳng được đàng hoàng. Nó chỉ gật đầu một cái, nói ngắn gọn: "Con chào các chú, các thím, các bác." Thư phải đờ ra một hồi, nó bị những ánh mắt đố kỵ kia làm cho phân tâm. Ngoài miệng cười nói, nhưng sâu thẳm bên trong hình như có cái gì đó rất nguy hiểm. Bà Dân vội giục: "Thư, chào các cô các bác đi." Lời nói của bà đã kéo Thư về với thực tại. Nó ngoan ngoãn nhớ tên của từng người. Con chào bác Thức, bác Ngân, chị Đào, bác Vân, bác Đạt. Bác Thức chưa để nó nói hết đã chen ngang: "Chà, con bé này đâu để nhỉ? Bác còn chưa gặp mày bao giờ mà mày đã nhớ bác rồi cơ à?" Thư không đáp lại, cũng không cười. Nó chỉ đọc một vẻ mặt không sắc thái. Rồi bác Thức lại nói tiếp: "Thế các bác còn lại nhớ không?" Thư nói: "Dạ bác Liên, bà nội, chú Trọng, bác Quý, chị Nhung với chị Nguyệt ạ." Những gì ông Thình dạy cái Thư, nó đều nhớ vào trong đầu, cũng gọi là có một tí thiện cảm với mấy người. Riêng thằng Dũng thì khác, vốn dĩ đã không ai ưa sự xuất hiện của nó rồi. Ông Trọng, người em thứ ba của ông Thình, nhìn thằng Dũng từ trên đến dưới, cái miệng không giấu được sự chê bai mà biểu thầm: "Chào ôi, đây là con trai chị đấy hả? Trông nó chẳng giống ai nhỉ? Anh Thình nhà em thì mặt vuông, cái mắt sắc, chị Trọng thì mặt ngắn như thế, thằng Dũng thì mặt trái xoan, mắt to tròn thế kìa." Mấy người biết ông ấy đang sọ xiên, nhưng vẫn không ý kiến gì, âm thầm gật đầu tiếp sức. Bà Dân tức đỏ mặt, hai bàn tay đã vò suýt rách cái áo, nhưng vẫn gượng cười. Bà nói: "Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Em nói như thế chẳng khác nào bảo thằng Dũng không phải là con của anh chị." "Ừ, em có nói câu nào đâu, chị tự bảo ấy chứ." Đến lượt ông Trọng đắc ý, nhưng còn chưa cười được bao lâu thì đã bị anh trai mình, ông Thịnh mắng: "Mày nói lằng nhằng cái gì đấy? Ở đây là nhà thờ họ mình, bớt đá xéo linh tinh lại đi. Đừng tưởng tao không hiểu gì nghe." Cái ánh mắt sắc lẹm của ông Thịnh như thể muốn nhắc nhở. Hai anh em trong nhà lại vì vài ba câu nói mà lườm quýt nhau, nhìn vào chẳng ai nói là người cùng dòng máu. Bà Đoan chống cái gậy tre bước lên, miệng bẩm bẻm nhai trầu gàn lại: "Chúng bay vừa gặp nhau đã không mời ai uống cốc nước thì thôi, chưa gì đã lời qua tiếng lại thế này. Các cụ nhìn có vui nổi không hả?" Bà Dân thức thời kéo tay chồng lại, một bên thì đỡ bà Đoan: "Thưa mẹ, anh em lâu lâu trêu nhau tí thôi mà, không có gì đâu. Thôi,
cả nhà mình xuống dưới ăn cơm, nguội cả bây giờ. Bữa cơm gia đình hôm nay sao ngột ngạt quá, không ai nói với nhau câu nào, chỉ dùng ánh mắt để đánh giá đối phương. Ông Thịnh không muốn rề rà thủ tục, thẳng thắn nói luôn vào trọng điểm. Mẹ, các bác, các cháu, vợ chồng con nay về nhà thờ. Một là muốn sinh sống hẳn ở đây, hai là tiếp quản vị trí trưởng họ của anh cả để lại. Nên theo con tính, ngày mai đó là ngày đẹp để tiến hành suy tôn mẹ à. Các cô các bác đằng nam không về được, con chẳng còn cách nào. Nhưng mà trưởng họ không nên để trống lâu như vậy. Thế nhưng sau câu nói ấy thì có nhiều ý kiến đưa ra là không tán thành cho lắm. Họ lấy những lý do đại loại như phải làm quen dần thì mới có sự tín nhiệm của mọi người, hay chưa chắc các cô chú trong Nam đã đồng ý. Trong lòng ông Thịnh tức anh ách, cứ hễ nói đến suy tôn thì mấy đứa em lại đồng lòng không muốn. Ông ta cũng đoán ra được mấy người trong Nam chắc cố tình không về để kéo dài thời gian, không muốn để ông lên làm trưởng họ. Bà Dân lo lắng, vội vã thêm lời. Các chú các bác cứ ở trong Nam mãi không về, chẳng khác nào để nhà thờ vô chủ. Chẳng biết khi nào cả họ ta mới họp được. Đến lúc ấy mọi việc trong họ lại loạn hết cả lên, khó mà giải quyết. Quý à, em thấy có đúng không? Bà Dân cố tình gọi anh ta, chỉ bởi anh ta mới chỉ hơn 20, chưa nhận thức được tầm quan trọng của chức vị này, nên vẫn nhẫn nhơ, ai nói gì liền nghe đó. Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn vào điện thoại, miệng nói vu vơ. Vâng, em thấy cũng đúng. Anh em trong nhà căng thẳng như dây đàn, chẳng một ai muốn cái chức trưởng họ vào tay kẻ khác mà không phải mình. Đột nhiên cái Nhung nhìn ngó một hồi, rồi nó bảo. Cụ Mân đâu nhỉ? Thỉnh thoảng đến đây con hay thấy mà. Cụ không ăn cơm hay sao? Ông Thịnh lỡ thốt lên. Ai là Mân? Bỗng thấy cái tên này quen quen, cùng với ánh nhìn đầy nghi hoặc của họ, khiến ông ta nhớ ra. Nhớ rồi. Thật ra là tôi tưởng bà ấy đi nơi khác từ lâu rồi, mà từ sáng đến giờ cũng không thấy bóng dáng của bà. Cho nên... Nắm được thóp của ông Thịnh, Bác Liên ngay lập tức đá xéo. Anh đòi làm trưởng họ, mà trong họ có người anh còn chẳng biết. Thế làm sao phù hợp cho được? Mọi người đều cảm thấy như thế, nhưng bà Dân hóa dữ thành lành, cứ bám víu vào thằng Dũng để chặn họng mọi người. Cũng vì chúng tôi lên thành phố bươn chải nhiều năm, tâm tư dùng hết vào cháu Dũng, nên có chút sai sót. Các cô các bác nói đúng. Thôi thì vợ chồng nhà chị đợi mấy hôm nữa đi, rồi làm lễ cũng được, xem có thêm được ai về nữa không. Bác Vân biểu môi tỏ vẻ không đồng ý, thế mà vẫn không làm được gì. Mọi việc vẫn phải qua lời của bà Đoan. Ông Thịnh gấp cho bà miếng thịt gà ngon, hỏi. Ý mẹ thế nào? Bà Đoan nhìn lần lượt mỗi đứa con trai con dâu của mình, thở dài một hơi. Đúng là nhà thờ thì không thể cứ để trống chức trưởng họ mãi được. Bà trầm ngâm gật đầu. Thế cứ như ý chị Dần mà làm đi. Lúc ấy chuẩn bị đãi bà con lối xóm nữa. Nhớ đồ làm cho cẩn thận đây. Vâng, bọn con sẽ dốc sức ạ. Hai vợ chồng ông Thịnh bà Dân nhìn nhau mỉm cười. Bữa cơm của gia đình kết thúc nhanh chóng. Anh em nhà họ đến cho có đủ lễ nghi, chứ cũng không ai ưa ai, nên đã về hết. Lúc này cụ Mân từ tít cuối nhà đi lên với cái chổi lớn. Lâu năm không gặp, cụ Mân khó tính ngày nào, bây giờ đã là một cụ già với nét mặt dữ tợn và quỷ dị. Cụ nhìn hai vợ chồng một lượt, rồi chuyển qua nhìn cái thư thằng Dũng. Cái trán nhăn nhèo của tuổi già ấy thế mà vẫn nhíu lại, không biết là tức giận hay không vừa ý với vợ chồng nhà họ. Ông Thịnh chủ động mở lời. Bà Mân,
bà ăn uống gì chưa? Con lu bu công việc quá cho nên sơ ý quên mất. Lu bu công việc, có quên luôn cả chuyện của dòng họ không? Cụ Mân mạnh tay quét sân, còn cố ý quét mạnh về phía hai vợ chồng họ, như thể đang đuổi họ đi. Bà Dân tức giận, muốn mắng lớn. Bà già này, bà đang... Im mồm vào. Ông Thịnh vội bịt chặt miệng vợ. Bà Dân chưa từng sống ở đây nên không biết địa vị của cụ Mân quan trọng thế nào. Cho dù chỉ là một người quét dọn, nhưng cụ đều được các trưởng họ đời trước tôn trọng, thế nên mới sống ở đây cho tới tận bây giờ. Ông Thịnh trước đó không hiểu sao lại quên bẵng đi mà không nói với vợ. Có lẽ ký ức khi ấy về cụ Mân chẳng mấy tốt đẹp gì. Muốn yên bình ở đây thì đừng có động vào bà ấy. Ông Thịnh vừa liếc cụ Mân vừa nhắc nhở vợ. Tuổi đã ngoài 80 nhưng tai bà Mân vẫn còn nghe rõ lắm. Bà biết hết nhưng cố tình không nói gì. Cái chổi quét trúng chân cái thư. Cụ ngước lên nhìn, hai ánh mắt chạm nhau như thể có một sợi dây vô hình nối hai người lại. Trước kia cụ Mân chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp này. Thư, Dũng, hai đứa đi vào phòng nhanh đi. Tiếng gọi của ông Thịnh làm cho cụ Mân mất tập trung, nhưng cái cảm giác ấy thì vẫn còn. Cụ luôn nhìn theo bóng lưng của cái thư, âm thầm nghĩ ngợi gì đó. Tối đến, hai vợ chồng ông Thịnh đưa hai đứa nhỏ đến từ đường để cúng vái các cụ, cũng như xin phép cho gia đình họ được tiếp quản nơi này. Bốn nén hương dâng lên, cả bốn người đều nhắm mắt khấn Phật. Từ đường tầng tầng lớp lớp đều là bài vị của các cụ đời trước. Xung quanh thắp nến sáng rực ngày qua ngày. Giữa cái không gian tưởng chừng yên tĩnh như vậy, bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi vào bên trong, hất tung tấm vải voan ở trước cửa. Những ánh nến bị gió thổi cho tắt ngấm. Đồ đạc từ thứ nho nhỏ thì đều bị hất tung. Hai vợ chồng hoang mang nhìn ra, lồng ngực đập loạn lên như trống đánh. Anh ơi, giữa cái thời tiết tháng 7 nóng như thế này, sao lại có gió nhiều thế? Ông Thịnh mặt tái nhợt đi, run rẩy lùi lại đằng sau. Cơn gió dữ từng đợt thổi vào trong từ đường, vừa lạnh lẽo lại vừa đáng sợ. Chẳng mấy chốc, không gian bị bao trùm bởi một màu đen mù mịt. Chút ánh sáng mập mờ của trăng đêm cũng bị mây che đi mất. Hai vợ chồng ôm lấy thằng Dũng không dám lên tiếng, chỉ run rẩy thầm cầu trong bụng không có gì xảy ra. Thằng Dũng lớn gan lớn mật, nó nói bâng quơ. Gió lớn này như chào đón mình, có gì đâu mà sợ. Trên trán bà Dân lúc này ướt đẫm mồ hôi, bà gật đầu lấy lệ. Còn cái thư lại một lần nữa cảm nhận được sự kỳ lạ ở nơi này. Nó quay đầu lại, ẩn hiện trong tấm lụa trắng đang bay phấp phới kia là bảy cái bóng rất nhỏ xếp thành một hàng. Nó mở to mắt, đều là những đứa trẻ sơ sinh chưa được ra đời. Khi nó chưa kịp làm gì, cơn gió vụt tắt, bảy cái bóng cũng theo đó mà biến mất. Thư đờ đẫn một lúc, ánh mắt cứ nhìn ra bên ngoài, làm cho bà Dân đã sợ lại càng thêm lo lắng. Nhìn cái gì đấy? Thôi, về phòng ngủ hết đi. Ông Thịnh tạm thời đã bình tĩnh, nghĩ rằng chỉ là một cơn gió bình thường. Ông quét đi những giọt mồ hôi lạnh còn lấm tấm trên trán. Một lần nữa, ông thúc giục. Gió bình thường thôi, không sao đâu. Ta về thôi nào. Cái thư chậm chậm bước ra ngoài, ánh mắt như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Bà Dân thấy nó chậm chạp, mới vội kéo nó đi, sợ rằng con bé gây chuyện.
Qua đến mấy hôm sau, vợ chồng nhà bà đã đi chào thăm làng xóm, biếu quà về làng cho mọi người. Chào hỏi là một đằng, cái chính là để lấy lòng bọn họ, tiện cho sau này dễ sống hơn. Việc nhà thờ, ông Thịnh đã mất nguyên một tuần đêm để nghiên cứu, hiểu rõ từng ngóc ngách gia phả. Hai đứa cũng được nhập học vào ngôi trường lớn ở làng. Nói chung mọi thứ đều đã được sắp xếp hoàn hảo, còn mỗi cái lễ suy tôn là thiếu. Mẹ ơi, mẹ ăn nhiều cho khỏe. Mà sao mẹ không về nhà thờ mình ở, cứ ở với thằng Quý? Nó trẻ dại, để ở với mẹ con cứ không yên tâm. Bà Đoan chép cái miệng đã vơi nửa bộ răng, trả lời ông Thịnh. Vì nó trẻ người non dạ nên tôi mới ở với nó. Các anh chị lớn cả rồi, tâm tư tôi đoán làm sao được. Kể cũng lạ, bà Đoan là người già nhất trong họ, lại là vợ của ông cố trưởng quyền lực nhất trước đây. Vốn dĩ bây giờ cụ là người ăn sung mặc sướng, nằm yên một chỗ, cũng có con cháu chăm lo. Nhưng cụ lại chẳng muốn thế, chỉ muốn tìm một nơi bình yên để sống qua ngày. Khi mắt còn sáng, cụ vẫn còn nhìn thấy cái nhà thờ tổ họ Phạm còn vẫn chãi là yên tâm rồi. Bà Dân rót cho cụ chén nước ấm, vừa là quan tâm, vừa là nói ý. Mẹ à, nhà thờ bây giờ có chồng con lo liệu rồi, mẹ chỉ việc về đây ở thôi. Bọn con xót cho nên mới nói thế. Thôi đi, anh chị miệng nói nhưng chắc gì tay chân đã làm đâu. Mà nhắc đến nhà thờ đó, thôi thì người về không biết bao giờ. Lễ suy tôn chờ 3 ngày sau sẽ tiến hành. Hai đứa liệu mà chuẩn bị đi. Hai vợ chồng họ như thể được kéo lên giữa vũng lầy, tâm trạng khoan khoái, sung sướng khôn xiết. Thật sao hả mẹ? Mẹ yên tâm đi, con với vợ sẽ chuẩn bị tất cả. Thế có cần tập hợp mọi người để thông báo không ? Thôi, anh chị cứ gọi nhắc chứ hồi hộp làm gì. Tôi cũng nói trước với vài nhà rồi. Tối hôm trước ngày làm lễ suy tôn, hai vợ chồng đã gần như thức đến nửa đêm. Phần là vì phải chuẩn bị hơn chục mâm để chiêu đãi bà con làng xóm, phần vì háo hức cho ngày mai. Ánh trăng tờ mờ bị mây đen kéo đến che khuất, nhưng đâu đó trong làng vẫn nghe được tiếng chặt thịt vang đến từ nơi nhà thờ họ Phạm. Tiếng chó ừ ừ kêu, tiếng lợn rống inh tai như ban ngày. Vì chỉ có hai vợ chồng và cụ Mân nên cơm nước làm mãi vẫn chưa xong. Cái Thư cũng phải cùng cả nhà làm việc, riêng thằng Dũng là được ngủ chẳng phải làm gì. Cho đến tận 2 giờ đêm, Thư xong việc của mình liền chạy qua chuồng chó xem thử. Tiếng rên ư ử là của con Hôi ở sau bếp. Đêm nay nó chuyển dạ. Thư soi đèn nhìn vào, đếm được đúng 7 đứa bụ bẫm. Trong màn đêm u tối ấy, nụ cười hiếm trên miệng đã xuất hiện. Thư chưa bao giờ cảm thấy yên bình và vui đến như vậy. Nó với Hồi biết nhau được vài tuần, nhưng tình cảm thấm thiết lắm. Còn Hồi đã chẳng sủa khi Thư đến thăm mình và con. Nó ngồi đó nói chuyện rất nhiều. Hồi à, con của mày đẹp thật đấy. Còn Hồi kêu lên như thể muốn nói lời cảm ơn. Nó quấn quýt, cho dù đẻ đã mệt, nhưng vẫn cố gắng liếm lông cho bọn nhỏ. Ánh mắt Thư bỗng thoáng chốc đượm buồn. Nó lại thấy ganh tị với mấy con chó. Chí ít, cả 7 con chó con đều được con Hôi yêu thương và chăm sóc. Bỗng nhiên, con Hôi giật mình cảnh giác, tai dựng đứng, lấy chi trước che hết con mình lại. Mặt nó trở nên hung dữ khi nhìn về phía cái ao đằng xa, sủa lên nhiều tiếng như muốn xua đuổi, dọa nạt. Thư đóng cửa chuồng lại, dùng một miếng vải lớn che cửa để con Hôi cảm thấy an toàn,
sau đó một mình men theo đường dậu để ra chỗ bờ ao. Lần này Thư một lần nữa chứng kiến 7 cái bóng nhỏ in rõ dưới mặt hồ. Không đứa nào mở mắt, giống hệt như một bào thai đủ tháng. Thư không sợ chúng, ngược lại còn bị 7 cái vong này thu hút. Trên người đầm đìa máu, những sợi tóc mọc lẫm chẩm, tiếng khóc oe oe chói tai. 7 vong linh nhỏ hình như đều đang hướng về một phía. Tiếng khóc than ai oán đến thê lương, làm cho Thư càng muốn lại gần. Khi chỉ cách những vong hồn ấy vài bước chân, bọn chúng dần chuyển hướng về phía Thư. Chỉ trong đúng một tích tắc, 7 vong linh chồm đến người Thư. Những chiếc đầu còn dính máu bê bết xộc lên một mùi tanh tưởi. Tại sao ngươi được sống? Những vong linh ấy vậy mà có thể bật ra được âm thanh. Ban đầu Thư cũng có chút giật mình. Nó vội chồm người dậy, đẩy chân lùi khỏi đám vong linh kia. Oán khí của chúng nó nặng đến mức có thể nói được rồi sao? Các ngươi là ai? Tại sao lại dám ở nhà thờ của chúng ta? Đáp trả lời Thư là những tiếng nói văng vẳng. Tại sao ngươi được sống? Đói, ta đói quá, lạnh quá. Cây Thư nhìn kỹ lại, 7 vong linh này đều là con gái. Nó muốn hỏi điều gì đó. Đột nhiên cụ Mân ôm con mèo đen trên tay đi tới. 7 vong linh lập tức biến mất không dấu vết. Bà nhìn nét mặt không mấy hoảng hốt của Thư, chỉ lạnh lùng bảo: mau về phòng ngủ đi. Bí ẩn về 7 vong linh kia được Thư giấu kín, không kể cho bất cứ ai. Đến sáng, nó bị bà Dân gọi dậy thật sớm để chuẩn bị tiếp đãi khách. Khách cửa hôm nay đến đông thật, tính ra phải gần 100 người. Hơn một nửa số đó là họ Phạm, số còn lại đều ở xa, không thể đến tham dự. Ông Thịnh cùng vợ con cúng bái cẩn thận, ra mắt anh chị, cô bác trong họ dưới sự chứng kiến của làng xóm. Cụ Mân đội lễ trao cho ông Thịnh, người gánh vác trọng trách sau này của cả họ. Đứng trước từ đường của gia tiên, ông Thịnh đưa tay đọc lời hứa. Tôi Phạm Văn Thịnh, con trai của cụ cố trưởng Phạm Thi Mã, xin hứa trước tổ tiên: một, sẽ làm tròn trách nhiệm của một trưởng họ; hai, quản lý chặt chẽ thu chi công nội vụ trong nhà thờ; ba, giải quyết mọi việc cưới xin ma chay nội bộ trong dòng họ và giữ cho dòng họ luôn đoàn kết. Nén hương cuối cùng cũng được thắp, lễ suy tôn cũng hoàn thành. Ông Thịnh nức mày nở mũi, mời tất cả mọi người dùng cơm. 15 mâm cỗ đều được chuẩn bị đầy đủ, nóng hôi hổi, chờ được người ăn. Bỗng dưng một tiếng hét la lên khiến cho mọi người đều giật mình chú ý. Trời, móc mèo thối rữa hết rồi. Tất cả các mâm cơm đều bốc lên một mùi hôi thối. Những con giòi lúc nhúc trong bát canh măng khiến nhiều người không nhịn được mà buồn nôn. Vài con muỗi chết được trộn chung với cơm nóng, hôi tanh vô cùng. Những đồ ăn trên bàn tất cả đều mốc xanh mốc đỏ, như để suốt cả tuần. Mùi ôi thiêu bốc lên nồng nặc. Thế này là thế nào? Vợ chồng anh chị cho chúng tôi ăn đồ ôi thiêu à? Hàng xóm ngay kế bên vừa bịt mũi vừa phàn nàn. Đã có một vài người không ngửi nổi phải chạy ra khỏi đây. Sao lại như thế này? Rõ ràng đêm hôm qua vợ chồng em mới làm đồ ăn mà. Anh Thịnh, chị Dân, thế này là thế nào? Anh đang định bôi trò trát trấu vào mặt họ Phạm đây sao? Kinh khủng quá đi. Hai anh chị đang làm cái trò gì vậy hả? Mọi thứ đến quá nhanh, khiến hai vợ chồng ông Thịnh vừa hoảng vừa bối rối.
Rõ ràng cơm nước lúc đem ra vẫn còn thơm phức tươi ngon. Thế mà đúng lúc ăn uống đã có dấu hiệu bất thường. Hai người luống cuống xua tay giải thích, gào khản cả cổ, nhưng vẫn không kéo được lượng khách ở lại. Bà Dân vò chặt tay luống cuống giải thích. Tôi thề đó, gia đình tôi rõ ràng đã làm từ đêm hôm qua, vất vả tới tận bây giờ, nhưng mà không hiểu sao lại có chuyện này xảy ra. Bác Vân gay gắt trách mắng. Nhận được chức trưởng họ là muốn quản lý cả cái họ này, hay là muốn hủy hoại luôn cả danh tiếng của dòng họ? Lời hứa chưa dứt bao lâu, anh lại làm như thế này sao? Thế rồi những gương mặt dần trở nên thất vọng. Lời khinh miệt cay độc đều lọt vào tai của hai vợ chồng. Nhưng rốt cuộc không thể cãi lại. Họ hàng gần xa, cô dì chú bác đều ngán ngẩm, không vừa ý rời đi hết. Nhìn vào mâm cơm thiêu thối đầy ruồi mũi, bà Dân tưởng mình đang nằm mơ. Tại sao lại thế được? Mẹ, con với anh Thịnh thức suốt cả đêm qua để làm cơm, không thể nào hỏng nhanh như thế được. Bà Mân biết mà. Bà Đoan nhìn cụ Mân, cụ chỉ gật đầu chứ không nói thêm gì. Một vài gia đình muốn ở lại nhưng đều bị bà Đoan bảo về nhà hết. Hình như cụ đã nhìn ra được thứ gì đó. Bà Đoan không tức giận, đi vào trong từ đường thắp một nén nhang. Các cụ tỏa ở trên cao, không biết cháu Phạm Văn Thịnh đã làm gì mà khiến các cụ giận dữ như vậy. Mẹ ơi, con làm sao? Bà Đoan đưa tay tỏ ý im lặng. Ông Thịnh hiểu ý, không nói gì, cùng vợ quỳ gối trước bài vị các cụ. Một nén hương cháy hết, bà Đoan mới rời khỏi từ đường. Bà ngồi lại nhìn số cơm ôi thiêu trên bàn rồi lắc đầu. Mẹ hỏi thật, các con trước khi về đây có làm điều gì gây tội không? Mẹ nói thế nào ấy chứ, bọn con tu chí làm ăn, chưa từng lấy của ai một đồng cắt nào cả. Chuyện này kỳ lạ thật đấy. Chẳng lẽ mẹ nghĩ trong nhà thờ có? Bà Đoan lườm con trai, ngăn ông nói ra điều cấm kỵ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy chục năm nay nhà thờ chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ lạ thế này. Có chăng là những việc nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Đây có lẽ là điều kỳ lạ nhất từ khi hai vợ chồng Dân Thịnh chuyển về đây. Hai đứa tạm thời đừng có làm gì gây chú ý quá đó. Trước mắt là xin lỗi anh chị em trong họ đi, rồi đến hàng xóm. Quan trọng nhất là thành tâm. Có lỗi làm gì thì phải trung thực. Bây giờ có mỗi thằng Dũng mà là cháu đích tôn của cả họ. Đừng vì những chuyện này mà để nhà thờ mình bị đồn đoán. Hai đứa tự lo liệu đi. Vâng, con xin nghe theo mẹ ạ. Bà Dân ngậm ngùi, cảm thấy cả hai vợ chồng chưa bao giờ làm chuyện gì thất đức, nên thái độ còn ấm ức. Sau khi tiễn bà Đoan về, nhà họ mới bắt đầu dọn dẹp. Ôi trời ơi, làm sao mà lại thối thế này cơ chứ? Mẹ ơi, mẹ đặt đồ nhà ai mà kém chất lượng thế? Thôi Dũng à, con vào nhà đi. Còn cái Thư, mẹ nhanh cái tay mang lấy mấy cái thào ra đây đổ bỏ đi. Cái Thư cắm cúi dọn dẹp, cả người bị ám mùi hôi rình. Ông Thịnh ngồi một chỗ, kéo vợ lại nói nhỏ. Thôi, tôi gọi người làm đến họ dọn, chứ cái đống này để nhà xử lý làm sao mà kịp. Thế cũng đỡ. Mà rốt cuộc là sao nhỉ? Hay đúng như mẹ nói, các cụ... Bà đừng có nghĩ như thế. Vợ chồng mình đàng hoàng, sao phải sợ? Bà Dân còn sợ chồng mất chức trưởng họ hơn cả chính bản thân ông. Bà sẽ không thể yên tâm khi mọi việc cứ mờ ám thế này. Ông này, tôi sẽ gọi thầy sớm. Cứ để nguyên như thế
rồi hàng xóm đột ra đồn vào, tôi không chịu được. Xem ra đây chính là cách cuối cùng. Bà Dân phải hỏi đông hỏi tây mới tìm được một ông thầy cúng có tiếng ở làng bên. Lão này khó mời, nghe nói phải đích thân đến tận nơi. Rồi hợp duyên lão mới đồng ý, nên có nhiều tiền đến mấy cũng vô dụng. Biết thế, bà Dân gọi điện sẵn để hỏi thăm trước. Cái số này bà xin được từ bà bán quán nước ở cuối làng. Và không hiểu vì nguyên nhân gì, chỉ sau vài câu nói của bà Dân thì ông thầy hũ đen đã nhận lời giúp đỡ. Thậm chí ông còn bảo bà nhắn tin cho mình địa chỉ để trực tiếp đến nhà mà tác pháp. Ông Thình ở bên cạnh nghe loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện nên cũng rất hồi hộp, liền lên tiếng hỏi khi cuộc gọi kết thúc. Sao rồi bà? Nét mặt bà Dân tươi tỉnh hẳn lên. Bà gật đầu lia lịa. Tôi không nghĩ ông ấy lại đồng ý nhanh đến thế đó. Nhưng mà sao tôi thấy mọi người nói ông ta khó lắm. Thôi kệ đi, bà quan tâm làm gì, người đến là may rồi. Hai ông bà chỉ biết nhìn nhau mà thở dài. Cả ngày hôm nay có lẽ chỉ biết đi đến từng nhà để xin lỗi. Và có thể họ sẽ phải tổ chức một bữa ăn khác để bù đắp. Cho dù có thực sự nhận được chức trưởng họ, nhưng không có được sự ủng hộ của anh chị em trong nhà và kính trọng của bà con hàng xóm thì chẳng khác nào là bù nhìn cả. Đến tận tối, cây thư không đi ngủ mà lén chờ cả nhà nghỉ ngơi hết rồi mới ra phía sau tìm đúng cái hồ nước tối hôm trước. Nó tuy không nói gì nhưng cũng ngầm đoán chuyện hồi sáng là do bảy vong linh kia gây ra. Nó ngồi xuống mép hồ chờ đợi, đưa tay nghịch dòng nước vẫn đục. Thế rồi thư quả thực đã chờ được. Hình ảnh của bảy vong linh hiện ngay trước mặt. Lần này thư không giật mình nữa, lập tức quay lại hỏi. Các người đã phá gia đình ta hả? Bảy vong linh nhìn nhau, bọn chúng đều phát ra âm thanh rất quái dị. Một trong số chúng chỉ về phía từ đường. Gia đình của chúng ta. Cái thư ngạc nhiên vì không hiểu thế nào là của chúng ta. Rồi đám vong hồn ấy lại tiếp tục nhao nhao nói, như sợ sẽ không bao giờ được nói nữa. Mẹ thấy ta là con gái, mẹ không thích, mẹ bỏ ta. Bố thấy ta là con gái, bố giận dữ, bố phá ta. Trong bụng á, trong khăn bụng ấm lắm, nhưng mà ta bị vứt đi, lạnh lắm, đói lắm. Cây thư dần chìm vào những lời ấm ức, u khuất của bọn chúng. Nó chợt nhận ra rằng bản thân từng nghe thấy mấy bà hàng xóm đồn nhau bố mẹ của nó đã phá đi không biết bao nhiêu bé gái. Nó không quan tâm, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tin. Ai ngờ ngày hôm nay nó lại tận tai tận mắt nghe và nhìn thấy bảy người chỉ xấu kiếp than oán với bản thân của nó. Nhưng thư có thể khẳng định rằng bảy người chị này không phải ác linh. Trong suốt hơn chục năm, vong linh của chúng luôn vất vưởng quanh đây không siêu thoát. Đó có lẽ chính là lý do bảy vong linh này làm nhiễu loạn lễ suy tôn sáng nay. Mà điều nó không ngờ nhất chính là việc bố mẹ nó lại nhẫn tâm phá não đi tận bảy đứa con gái của mình. Nó không sợ vong linh, nhưng lại nổi da gà vì sự độc ác và máu lạnh của chính người đẻ ra mình. Vốn dĩ thường lầm lì kỳ quái, bởi nó nghĩ rằng bố mẹ không quan tâm mình thôi, chứ đến mức tàn nhẫn mất nhân tính này thì nó chẳng bao giờ nghĩ đến. Suốt 16 năm cuộc đời, Thư chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, kể cả từ khi lọt lòng. Thế mà nhìn vào bảy người chị với cơ thể còn đẫm nước ối trước mặt, nó không nhịn nổi nữa mà bật khóc. Bảy vong linh thế nào mà lại rời đi hết? Cái bóng mờ mờ ảo ảo chui vào trong gian nhà ở, nơi mà ông Thình bà Dân đang say giấc. Không được đâu các chị ơi.
Cái thư cố gọi lớn nhất có thể, nhưng không ăn thua. Nó đạp lên bụi cỏ rậm rạp, đuổi theo những vong linh đi vào trong nhà. Chúng xuyên qua cánh cửa phòng, bàn chân đẫm máu tanh in hằn trên mặt đất rất nhỏ. Bà Dân khó chịu lật người khi ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh hôi. Ngay trên đầu bà là đứa con đầu tiên đã được sinh ra, nhưng cuối cùng lại bị ông bà vứt chết cống ở ngoài đường. Nó vừa hận vừa buồn, nước mắt rơi xuống giữa trán của bà Dân. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ ơi, con đói, con lạnh lắm. Tiếng khóc than ai oán văng vẳng lọt qua tai. Bà Dân lờ mờ mở mắt, cái đầu tròn tròn với tí tóc ướt đẫm hiện rõ ngay trước mặt. Bà đưa tay quét trán, thứ nước nhầy nhầy quấn chặt lấy ngón tay. Cảm giác rùng mình khiến bà mở to mắt ra. Ngay khi ấy, cái thư vội mở toang cánh cửa. Tiếng mở cửa lớn đánh thức luôn cả ông Thình. Đám vong linh ngay lập tức đã biến mất. Bố, mẹ! Bà Dân bật người dậy nhìn xung quanh. Khi nãy chưa kịp thét lên thì đã bị cái thư dọa sợ chết khiếp. Bà thầm nghĩ có lẽ khi nãy chỉ là mơ. Bà tức giận quát lớn. Con điên này, mày bị làm sao đấy hả? Không về phòng ngủ, mày làm cái trò gì ở đây? Mày, có phải lúc nãy mày cố tình dọa tao có đúng không? Qua lớp màn trắng không nhìn rõ, ông Thình chỉ xuống những vết chân trên sàn nhà, vừa ngáp ngủ vừa ra lệnh. Tao biết ngay mà, mày lại bày trò. Mang cái vẽ lâu ngày hết mấy cái này đi. Trời ơi, nhà thờ đấy mày vẽ linh tinh được à? Bà Dân thở dài nằm xuống cầu nhau. Nửa đêm nửa hôm, đúng là mấy bà trên thành phố nói cấm có sai. Mày là cái đồ quái thai đó. Lau sạch đi rồi mới được đi ngủ đó, rõ chưa? Cái thư không quan tâm đến lời chửi mắng của hai ông bà. Ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa. Đám vong linh vẫn còn đó. Sự căm ghét hình như đã nhiều hơn một chút. Nó lại cầm củi lau nhà, lau đi vết máu tanh ngòm của bảy người chị vừa để lại. Thế là một bố một mẹ lại không hay biết, mặc sức đầy đọa đứa nhỏ. Thư xong việc vội chạy ra ngoài. Bảy vong linh không cam tâm vì sự phá đám của nó. Chúng chỉ muốn gọi nhắc bố mẹ hãy siêu thoát cho mình. Vì trong suốt ngần ấy năm, cho dù có đau buồn hận thù, chúng chưa từng nghĩ sẽ làm hại đến họ. Nhưng cách tiếp cận của những vong linh này quá đỗi đáng sợ, chỉ càng khiến cho hai người cảm thấy ngột ngạt. Thư rít lên, nhưng giọng nói vẫn rất nhỏ. Tại sao lại làm như thế? Những vong linh rời đi, chẳng nói chẳng rằng. Cái thư lại trầm mặt, nhìn vào khoảng không vô định, quay đầu về phía phòng ngủ của bố mẹ nó. Nếu nó nói chuyện bảy người chị của mình cho họ nghe, thì không biết hai người sẽ làm gì. Là một trận mắng từ sáng đến trưa, hay là trận đòn roi nhừ tử đây? Thư chần chừ lắm. Nó không muốn về phòng ngủ, bởi bây giờ tâm trí của nó nặng trĩu như đang phải gánh một tảng đá. Thư thương tội nghiệp cho những người chị chưa từng nhìn thấy mặt trời, đã phải rời bỏ trần thế. Giữa ánh trăng mờ mờ ảo ảo của buổi đêm bao trùm lấy vạn vật, một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, lạnh buốt sống lưng. Cho dù không nhìn thấy, nhưng Thư vẫn đứng đó, nói cho ngọn gió cành cây nghe. Các chị yên tâm đi, em sẽ không để các chị chịu khổ nơi trần gian lạnh lẽo này đâu. Cơn gió ấy đi qua, những tán cây dần lặng lại. Thư thở dài, nó vẫn cứ đứng ở đó, ngước nhìn lên dải trời tối đen mù mịt.
Sáng hôm sau, lão thầy cúng đúng giờ đến nơi. Vợ chồng bà Dân tiếp đón chu đáo lắm, chuẩn bị hẳn loại trà thượng hạng mời lão ta uống. Lão hủ đen này trong người cũng ngăm ngăm, tướng tá không cao cũng không lùn, cái bụng có hơi phệ. Hai người chưa gặp bao giờ nên không biết thế nào, chỉ lo lắng cho chuyện nhà thờ có thứ không sạch sẽ. Được rồi, chè cháo để sau đi. Vừa bước vào đây tôi đã thấy có âm khí rất nặng rồi. Phàm là vật không sạch sẽ, chúng chỉ xuất hiện buổi tối. Tôi cứ xem quanh nhà trước, chờ trời tối đó rồi ta tính tiếp. Ông Thịnh đương nhiên là đồng ý. Trưa hôm ấy còn thịt cả con gà to đùng để đãi lão ta. Cây thư đứng ở phòng lén nhìn ra, nó linh cảm người này không hề tốt như vẻ bề ngoài. Tối hôm ấy, lão hữu đen mới bắt đầu tìm ma. Ông đi từng nơi, dùng đúng một chiếc la bàn để xem đường âm khí. Đi theo sau, bà Dân sợ xanh mặt, bám víu vào tay chồng. Lão thầy đi xung quanh gian nhà ở, rồi đến trước cửa từ đường. Khí mạnh lắm, gần lắm rồi. Bà Dân lên tiếng. Anh ơi, sao từ đường nhà mình lại... Ông Thịnh nghe vậy thì liền cắt lời. Bà im lặng cho thầy làm coi, đừng có nói linh tinh. Lão hủ đen cầm cái la bàn bắt ma của mình, chỉa về phía trước. Kim la bàn quay như không thể kiểm soát. Ngay thời khắc quan trọng nhất, cái thư đột nhiên xuất hiện ngay giữa cửa từ đường, dọa cho cả ba người suýt đứng tim. Bà Dân thấy vậy tức giận quát mắng. Con thư kìa, mày làm cái gì ở đấy vậy? Mau lại đây cho thầy làm. Thư hơi liếc mắt về phía sau. Nó mới biết được, bình thường bảy vong linh đều trú ngụ ở dưới bàn thờ gia tộc, nương nhờ âm khí ở nơi này để chờ được giải thoát. Nếu lão thầy pháp kia nhìn được ra bọn họ, với người như bố mẹ Thư chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nó cứ đứng đó lầm lì không chịu di chuyển. La bàn bắt đầu dừng lại. Bà Dân còn định chạy lên kéo nó xuống thì lão hữu đen thu lại bảo bối của mình, chậm rãi nói. Nhà thờ quả thật là có thứ dơ bẩn đó. Sau khi ngồi lại bàn, lão ta lấy từ trong túi ra một lá bùa và nắm dây màu đỏ, đưa hết cho ông Thịnh. Gia chủ cần dán bùa này trước cổng đi, có thể xua đuổi tà ma. Sợi dây chỉ này để ngăn không cho vong linh nào vào quấy rối mọi người. Nếu không phải là vong ác, chúng sẽ sớm đi ngay. Hai vợ chồng rối rít đón lấy bùa và dây đỏ, mừng thầm trong lòng vì sắp diệt trừ được hậu họa. Lão hữu đen tuy không nói gì, nhưng bà Dân cũng đã chuẩn bị đầy đủ một xấp phong bì không hề mỏng. Lão hài lòng bỏ vào trong cái túi khoác ở bên người. Trước khi ra về vẫn nhiệt tình lắm. Nếu có cái gì bất trắc thì cứ gọi cho tôi. Anh chị với tôi âu cũng là có duyên. Lão thầy vừa đi khỏi nhà, hai vợ chồng đã luống cuống đem bùa dán ngay trước cổng nhà thờ. Ông Thịnh đem dây đỏ quấn khắp một vòng quanh nhà thờ. Sợi dây vừa mảnh vừa nhỏ, lại nằm dưới đất. Người bình thường ngang qua sẽ không ai phát hiện được gì, cũng là tránh được tai tiếng. Cái thư khi nãy tạm thời che chắn để bảy người chị của mình không bị phát hiện ra. Thế nhưng bây giờ nó lại chẳng thể làm gì. Linh hồn của bảy đứa trẻ ấy đã không còn ở trong từ đường, mà đã bị phong ấn ở bên ngoài bởi chính bố mẹ ruột của mình. Thư sợ quá, thấy bố mẹ vào nó liền kéo lại. Đây là lần đầu tiên con bé chủ động nói chuyện với hai người. Đừng dán bùa. Mày lại tính làm cái gì? Con nít con nôi, quên ngay cái chuyện hôm nay đi, biết chưa? Bà Dân tét vào mông mấy cái, sau đó bắt nó vào trong phòng. Rồi ông Thịnh phải đứng ở bên ngoài một lúc,
Sau khi yên tâm mới theo vợ về từ đường. Hai vợ chồng quỳ gối trước tổ tiên, cầu nguyện cho mọi việc thuận lợi, xua đuổi được tà ma. Mai tôi đi đặt cổ. Trước hết mình có tổ chức ở đình làng, mời mọi người đến dự, xem như là xin lỗi. Tốn thì tốn một chút, nhưng mà cũng đỡ cho sau này. Ý bà nói đúng với ý tôi đấy. Mình về phòng thôi. Hai vợ chồng vừa ra khỏi từ đường đã giật thót tim, vì cụ Mân không biết đã đứng ở ngoài từ bao giờ. Thấy hai người, cụ đưa tay chỉ ra ngoài cổng, hỏi: Tại sao lại có bùa ở đây? Ông Thình nhìn vợ, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Vì cụ Mân cũng là người khá quan trọng trong dòng họ, nên ông đành trả lời: Tôi nói cái này sợ mà không tin. Trong nhà thờ của mình đó, có thứ không sạch sẽ. Lời vừa dứt, tiếng gió hú trở nên mạnh mẽ. Những tán cây xao động không ngừng ở bên ngoài vùng được dán bùa. Hai vợ chồng Thình Dân trợn tròn mắt, bịt miệng lại. Hình như vong linh bị lời nói của ông làm cho tức giận rồi. Thế mà cụ Mân vẫn đứng yên vững vàng, ánh mắt khinh bỉ nhiều hơn là sợ hãi. Cụ chắp tay sau lưng, vừa lườm vừa nói: Nghiệp đến còn không biết là nghiệp của mình. Chỉ để lại đúng một câu nói, rồi cụ quay đầu rời đi. Cơn gió sau một lúc cũng dừng, làm cho hai vợ chồng một phen kinh hãi. Ông Thình dù đã vào phòng ngủ rồi, nhưng vẫn tức giận lắm. Nể cụ Mân là một chuyện, nhưng cái tôi của ông không thể chấp nhận được việc một trưởng họ như mình lại bị người làm xỉa xói. Ơi, đến khổ với cái bà này. Tính tình kỳ lạ, cứ thoát ẩn thoát hiện. Tôi thấy bà ta mới giống mà ấy. Thôi đừng có nói thế, cố vài năm nữa đi. Tôi trông bà ta cũng già yếu lắm rồi. Ông cố nhịn. Cái chức trưởng họ của mình ngồi lên rồi, nhưng mà chưa có vững. Đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi hẳn hay. Nghe bà Dân an ủi, ông Thình cũng nguôi đi cơn tức giận. Hai vợ chồng yên tâm chìm vào giấc ngủ mê man. Tiếng bước chân chậm chậm vang lên trên khoảng sân rộng trong nhà thờ họ. Bóng dáng của đứa trẻ 16 tuổi lững thững bước đi từng bước một, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh. Tiếng gà không biết từ đâu kêu lên man rợ, như bị người ta cắt cổ. Tiếng chim lợn dồn dã khắp một khoảng trời. Nửa đêm vốn dĩ đang yên vắng thanh cảnh, thế nhưng cứ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên rỉ, gào rú của mấy con gia súc. Cái thự ngồi ở cổng nhà thờ, ngăn cách bên ngoài với sợi dây màu đỏ. Một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Cái mắt trắng giả tròn vo nhìn thẳng vào thư. Con gà trống bị đứt cổ, máu đóng thành từng mảng đen xì. Bộ lông vốn ống mượt đã trở nên lõm chõm, nhốm đầy máu. Thư đưa tay vuốt mắt của nó xuống, thở một hơi đầy não nề. Trước mắt nó không chỉ có gà, có chim, mà những con vật lớn như lợn cũng đều chết la liệt ở trước mặt. Thư ngồi tựa lưng vào thành tường. Nó gọi: Các chị ơi, đừng có phá làng phá xóm nữa. Trong đúng vài tích tắc, bảy vong linh lần lượt xuất hiện, dẫm đạp lên những cái xác mà chúng vừa tha về đây. Vong linh không xấu, nhưng khiến chúng căm phẫn đến mức phá làng phá xóm là do bố mẹ của chúng. Niềm hy vọng cuối cùng sau mười mấy năm chờ đợi thì bây giờ lại là sự xua đuổi một cách lạnh lẽo. Vòng của chị cả gục xuống, khóc lên oe oe, nước mắt hòa cùng với nước ối trên người. Không được siêu thoát. Chúng tôi không được siêu thoát. Em nói sẽ giúp các chị mà. Xin các chị đừng có phá làng phá xóm nữa. Bảy cái đầu áp sát vào mặt của Thư. Mùi máu của các loài động vật đều dính trên cơ thể chúng,
xộc thẳng vào mũi con bé nhỏ tội nghiệp. Nhưng nó không hề né tránh, mà còn đối diện với bảy đôi mắt không mở và nói: "Các chị, vòng ác linh sẽ khó siêu thoát lắm." "Ta đói, ta lạnh, nhân độc ác với ta." "Hãy tin em đi, hãy cho em thời gian." Thư thao thao bất tuyệt ngồi ở đó trò chuyện với bảy người chị. Đúng lúc này thằng Dũng mơ màng buồn đi vệ sinh nên đi ra ngoài. Khi trở về phòng, nó nghe thấy tiếng ai đang trò chuyện. Máu Liệu nổi lên, Dũng men theo tiếng nói ấy đi thẳng ra ngoài cổng. Nó đứng nép vào chậu cây cảnh cao, ló cái đầu ra nhìn. Với kiến thức và sự hiểu biết hạn hẹp của Dũng, nó chỉ đoán được kia là cái Thư đang giở trò điên khùng nói chuyện một mình. Dũng dụi dụi mắt, nó còn chẳng thèm để ý đến Thư nữa. Nửa đêm lẩm bẩm một mình thì chỉ có đứa chị điên của nó mới làm. Quay trở lại giường, thằng Dũng khoan khoái đi ngủ, nghĩ bụng đến sáng sẽ kể chuyện này với bố mẹ nghe. Hôm sau, ông Thịnh bà Dân bận bịu chuẩn bị tận 20 mâm cỗ, đều là đồ hải sản tươi ngon và sang hơn lần trước. Họ hàng làng xóm cũng để lắm mới đồng ý. Cái sân đình làng vây kín, người đến nườm nượp, kẻ không biết còn tưởng nơi này đang làm đám. Đúng như lão thầy nói, làm cơm ở ngoài đình sẽ tránh được tai hạn, đồ ăn cũng không bị phá, tình cảm với mọi người đã được hàn gắn lại. Tuy vậy, vẫn có một vài họ hàng không vừa ý, ngoài mặt nói cười cười, nhưng ánh mắt cứ soi xét suốt bữa ăn. "Chữa cháy bằng một bữa cơm tưởng là hay. Nếu không có cái thằng Dũng, ông Thịnh chẳng thể ngồi nổi lên cái chức trưởng họ này." Bà Vân, vợ ông Tào, người con thứ tư của họ Phạm, biểu môi nói leo lẻo. Nhà họ chỉ có hai đứa con gái nên tranh không nổi cái chức lớn kia, còn mỗi cách nói thật nhiều cho bỏ tức mà thôi. Thế là một bữa cơm quả thật đã khiến cho cả làng nguôi giận. Mỗi người một túi to đồ ăn mang về, trên mặt còn kèm theo nét vui vẻ, phấn khởi lắm. Việc dọn dẹp cũng do một tay bà Dân đảm đang, nói đúng ra là thuê người rửa dọn hết. Mất một mớ tiền để xoa dịu sự tức giận của hàng xóm, tuy hơi chát nhưng cũng đáng. Bà Dân quét mồ hôi hột trên trán, nhìn ngân sách thụt giảm mà chóng mặt. Trước đó mấy người em trong họ cũng đến tính toán cả rồi. Vì đây là họa do vợ chồng gây ra nên ngân sách không được phép rút của nhà thờ. Để giữ được cái chức trưởng họ này, ông Thịnh đồng ý làm liều một phen. Ông nghiến răng nhổ nước bọt. "Mẹ nói chứ, mong cho cái dòng hồn kia cút khỏi cái nhà họ Phạm đi. Nó làm ta tốn tiền tốn bạc, tốn thời gian lẫn công sức. Thôi mình về đi, nói ở đây biết chừng có người nghe, lại thiệt thân đây." Hai vợ chồng đi từ sáng sớm mà để thằng Dũng với cái Thư ở nhà. Vừa về đến nơi, thằng Dũng đã chạy đến xem mẹ có mua gì về cho nó không. Thấy cả hai người đều chẳng có gì, nó biểu môi: "Chờ từ sáng đến trưa mà bố mẹ chả mua cái gì về cho con, làm đói mãi." "Bố mẹ bận quá. Thôi, trong nhà nhiều đồ ăn mà, con ăn tạm đi. Bà Mân có làm đồ ăn trưa cho con không?" "Làm thì làm, nhưng mà bà ta nấu chẳng ra cái gì, tí rau tí thịt, nhạt nhẽo." Ông Thịnh đột nhiên quát lớn: "Dũng à, con ăn nói cho cẩn thận, con phải gọi là cụ Mân." Thằng Dũng khó chịu ra mặt, nó không cãi lại nhưng cũng im lặng quay đi với thái độ bất cần. Bà Dân chưa bao giờ mắng con, cả ông cũng thế, nên giờ đây bà ngạc nhiên: "Sao lại mắng nó? Nó còn nhỏ biết cái gì đâu." Ông Thịnh đưa mắt nhìn ở một góc khuất như để ám hiệu cho vợ nhìn theo, rồi ông nói: "Bà Mân đang đứng ở góc kia,
Tôi sợ bà ta nghe thấy lại phiền hà. Nói rồi, đợi tôi ngồi vấn cái đã, rồi muốn làm gì thì làm. Bà về nói với thằng Dũng như thế, kẻo nó lại không biết, nó giận tôi. Ơi, vâng, để tôi nói lại. À, mà Dũng nó mách đêm qua cái thư có ngồi ngoài cổng nói chuyện một mình đó. Ông xem. Mặc xác nó đi, lầm lì kỳ quái, tôi chịu. Chỉ cần nó không làm gì có hại cho họ Phạm là được rồi. Nói rồi ông cũng rời đi. Coi thế mà việc trong họ nhiều đáng kể. Sổ sách cứ phải kê khai, cập nhật tình hình. Ông Thịnh bây giờ tạm là trưởng họ, nên chuyện gì cũng đến tay. Bà Dân thì dọn dẹp, lau chùi từ đường không ngơi tay. Nếu bỏ qua nhân cách của hai vợ chồng, họ quả thật là người vô cùng chăm chỉ. Thư hôm nay chán nản, nó lẻn ra khỏi nhà đến con đê đầu làng chơi. Con đê này vắng lặng và yên bình. Buổi trưa lại có tí nắng hiu hiu xuyên qua kẽ lá hắt xuống mặt đất. Thư nhìn ra cái mương trong vắt, thả hồn mình trôi theo dòng nước, không biết suy nghĩ gì. Bà Đoan trên đường từ nhà chú Út đến nhà thờ thì vô tình gặp nó. Tuy không ai nhắc đến cái thư, nhưng bà vẫn luôn nhớ nó như in. Cũng không biết vì sao, hình bóng con bé lại khắc sâu trong tâm trí bà. Cứ có cảm giác sau này nó mới chính là người làm nên chuyện. Thư hả con? Thư giật mình nhìn lên, và giây sau nó mới nhớ ra bà Đoan, lễ phép đứng dậy. À, con chào bà. Bà Đoan gật đầu, ngồi xuống cạnh nó. Sao trưa không về nhà mà lại ra đây? Bố mẹ không mắng con à? À, con trốn đi à? Ờ, thế sao? Trông con buồn ha? Có phải vì em được chiều hơn con không hả? Thư quay đầu nhìn bà. Hình như bà rất giỏi đoán tâm tư của người khác. Nó từ rất lâu rồi muốn tâm sự với ai đó để khuây khỏa nỗi lòng, nhưng chưa có một ai chịu nghe nó nói. Thế nên Thư đành gửi gắm tâm sự của mình vào những động vật nhỏ. Người ngoài nhìn vào chẳng khác một đứa điên. Nó hỏi bà. Bà ơi, tại sao chỉ có con trai mới được làm trưởng họ? Bà Đoan cười hiền, vuốt ve mái tóc dài mượt của nó. À, vì con trai mới có thể gánh vác trọng trách của gia tộc. Con gái cũng được mà, con trai làm được thì con gái cũng có thể. Nhưng chỉ vì tư tưởng đó mà hại biết bao nhiêu sinh linh vô tội thì có đáng không? Nhà thờ họ là để bảo vệ và giữ gìn gia tộc, nên hướng đến cái thiện, đúng không? Thư nói hết ra lòng mình, cũng vô tình nói luôn thông tin quan trọng mà bí mật nhất. Bà Đoan ngạc nhiên, cho dù một đứa trẻ có ghen tị cũng không đến mức này. Thư đúng là có ý nghĩ sâu xa và trưởng thành hơn tất cả những đứa cháu mà bà từng gặp. Ờ, con nghĩ như thế thật à? Bà ơi, thời đại bây giờ ai chẳng nghĩ thế. Con không ghen tị với em Dũng, con chỉ thấy cảm thương cho số phận cay nghiệt của các chị thôi. Các chị vô tội mà, cùng là con người, cùng có năng lực, sao phải phân biệt nam nữ? Bà Đoan thở dài và nói. Ơi, họ Phạm nhà ta nhiều đời nay đó đều là cha truyền con nối. Một lời nói của ta có là cái gì? Thư có thể nhìn thấy trong mắt bà Đoan ánh lên sự đồng cảm. Có vẻ như bà không giống với những cô chú trong họ. Đang suy nghĩ mơ màng, bà Đoan đột nhiên vỗ vai nó. Ờ, con dám nghĩ như thế, vậy con có dám chứng minh không? Thư ngây ra một lúc, chưa kịp hiểu ý thì bà đã cười, kéo nó đứng dậy. Ờ, vậy thôi con, bà cũng đang muốn sang nhà.
Vài ngày trôi đi, Thư vẫn miệt mài mỗi đêm ngồi ngoài cổng tâm sự với các chị của mình. Nó biết hiện giờ các chị đều đang rất tức giận và tủi thân, cho nên Thư muốn an ủi. Chẳng bao lâu sau, sự yên bình chấm dứt. Thằng Dũng đang bình thường, bỗng nhiên đổ cơn bạo bệnh. Cả nhà lo cho nó, đưa hẳn lên bệnh viện lớn trên Hà Nội. Thời gian này cái Thư ở nhà một mình cùng với cụ Mân. Đã 3 ngày kể từ khi ông bà Thình Dân đưa Dũng lên bệnh viện, Thư cảm thấy đỡ gò bó hơn hẳn. Nó có lo cho Dũng, nhưng khi bố mẹ và em trai không có ở đây, Thư được tự do hơn. Mà mấy hôm nay, 7 người chị của nó không còn lảng vảng ở ngoài cửa nữa, Thư cũng không nhìn thấy chúng. Sự thật là cô bé đã đánh cược một phen, điều kiện rằng nếu như thất bại, các chị phải tha cho thằng Dũng, vì Thư không muốn làm hại người vô tội. Nó phá giày đỏ cùng các chị diễn một vở kịch. Cho đến tận hôm thằng Dũng được trả về. Khổ quá, không biết con tôi bị làm sao thế này đó. Bà Dân khóc sướt mướt, bởi khi đến bệnh viện thì các bác sĩ cũng không chẩn đoán ra bệnh gì cả. Họ nói thằng Dũng vẫn bình thường, không có bệnh nền hay bất cứ tổn thương nào. Chỉ không tìm ra nguyên do, nó mãi không chịu tỉnh. Ông Thịnh đi đi lại lại mà sốt ruột. Có mỗi lần bà Dân khóc là ông lại loạn cả lên. Bà thôi ngay đi, nó có chết đâu mà cứ khóc ầm lên. Nhưng mà tôi lo quá ông ơi, sao nó cứ mãi không tỉnh thế này. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì lão thầy Hổ Đen cũng vừa đến nơi, bởi bà Dân đã nhanh chóng gọi cho lão ta khi từ bệnh viện trở về. Nếu như các bác sĩ đã bó tay thì chỉ còn cách gọi thầy cúng. Gặp được lão, bà Dân mừng vội. Thầy đến rồi, thầy ơi, thầy xem cho con còn thế nào mà nó cứ mãi không có tỉnh đâu thầy ạ. Bà vừa nói giọng vừa run run không kiềm chế được sự lo lắng. Lão Hổ Đen ngồi xuống giường, đưa tay bắt mạch cho thằng Dũng. Lão nhắm mắt lại cẩn thận xem xét, không biết nghe ra gì mà sắc mặt tệ lắm. Thấy vậy ông Thịnh sốt ruột hỏi: Thầy ơi, con còn thế nào rồi ạ? Lão thầy trầm ngâm giây lát rồi trả lời: Tình hình này khả năng là dông làm rồi. Ông Thịnh nghe thế vội ra ngoài đóng chặt cửa lại, vì sợ rằng có người nghe thấy. Còn bà Dân thì run run, khóe mắt đỏ ửng cả lên. Lão thầy trầm ngâm suy nghĩ, mãi mới hỏi tiếp: Hai người có chắc chắn là dây không đứt, bùa không rơi chứ? Họ cũng không chắc, bởi mấy ngày nay bận lo lắng cho thằng Dũng nên không ai để ý. Bà Dân nghĩ một hồi, chỉ nhớ là khi về nhà vẫn còn loáng thoáng nhìn thấy chiếc bùa trên cổng. Thế rồi mấy người họ chạy ra ngoài cổng, tìm vòng quanh bên ngoài nhà thờ một hồi, rốt cuộc cũng thấy mối dây đã bị đứt. Xung quanh nơi đó đều là xác động vật thối rữa, có con còn hóa thành nước vô cùng kinh tởm. Thế mà không hiểu sao cả nhà họ đều không ngửi thấy mùi gì, hoặc là vì chỗ này gần cuối nhà thờ, mùi không truyền đi xa nên không ai biết. Có lẽ ai đó đã phá dây đó nên dòng mới vào được lại trong nhà, sinh lòng oán hận rồi ám lên người cậu nhỏ. Bà Dân lúc này chợt nhớ lời của thằng Dũng trước kia. Mấy lần liền thằng Dũng đều mách bà về việc cái Thư cứ nửa đêm lại chạy ra trước cổng nói chuyện một mình. Ban đầu bà không nghĩ nhiều, vì bình thường cái Thư cũng đã kỳ lạ. Bây giờ nghe lão nói, bà mới để ý. Đúng rồi, cái Thư cứ đến đêm là nó lại ra ngoài cổng nói chuyện một mình. Kể đến đây chân tay bà bủng rủng, bà nói tiếp: Hãy nó nói chuyện với dòng rồi bị dòng dẫn tự phá dây để cho chúng lọt vào nhà. Lão thầy nghe xong liền hỏi:
Anh chị có thể cho tôi gặp cô bé được không? Không chút chần chừ, cả hai vợ chồng Thình Dân đồng ý ngay. Cổng lớn được đóng chặt lại cẩn thận. Bà Dân gọi cái thư vào trong phòng khách để lão xem xét. Lão đi đi lại lại quanh thư, nhìn nó từ trên xuống dưới thật lâu. Ông Thình tức lắm, chẳng chờ lão thầy kia nói, ông quát: Con kia, là mày đã cắt dây đỏ quanh nhà có đúng không hả? Chứ nữa để mày cứ ra ngoài đó nói chuyện với ai? Ông ta nói nhưng trong người vẫn cảm thấy rờn rợn. Cái thư đột nhiên liếc mắt nhìn ông, cái ánh mắt vừa sắc bén vừa có sự tăm tối lạnh lẽo, dọa cả hai vợ chồng nên họ im bặt. Chưa bao giờ hai người nhìn thấy thư như lúc này, hoặc đúng hơn là chưa bao giờ họ chịu nhìn nó nhiều hơn chục giây. Thư chớp mắt rồi đáp ngắn gọn: Con không. Mày, thấy mày ra ngoài cổng nói chuyện với ai? Thư lại đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn bố mẹ mình, khóe miệng không hề nhếch lên, nhưng sao cứ có cảm giác nó đang cười. Con nói chuyện với các chị của con. Bà Dân khẽ lên tiếng: Các chị. Rồi bà run rẩy lùi lại phía sau ôm chặt lấy chồng, không dám nói gì. Ông Thịnh nhìn vậy chứ lồng ngực đang đánh như trống rền, chỉ thiếu điều trái tim muốn nhảy ra ngoài. Lão Hữu Đen nhíu mày, đưa lá bùa vàng lên tay, làm ra động tác vẽ gì đó. Mắt lão sáng lên, đôi chân cũng lùi lại khoảng hai bước. Không ổn rồi, vong linh quá thật đang bám theo nó. Trên lưng của cô bé có cõng theo một vong linh không mặt không mày, trên người nhóm máu tanh, xung quanh đều là oán khí đang không ngừng hút đi sinh khí của cậu bé kìa. Bà Dân dường như chết lặng, tay chân nhũn ra như bún, trụ không nổi. Hai vợ chồng ngã khuỵu xuống đất, lo sợ đứng sau lão Hữu Đen. Bà điên cuồng bái lại: Thầy ơi, con xin thầy đó, thầy làm cách nào cũng được, tốn bao nhiêu cũng được, xin thầy hãy giúp nhà con với. Cây thư chạm tay lên vai mình, nó nhìn lão ta, ánh mắt vô hồn quỷ dị. Lão phán rất rõ ràng: Hai đứa nhỏ này vốn là cặp song sinh, vì thể chất của cô bé này tốt hơn nên vong linh đã bám theo, cộng với việc sinh khí lớn nên đã nhờ đó mà hút dần đi sinh khí của cậu trai kia. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, sinh khí bị hút hết, con trai của hai người chỉ còn là cái xác không hồn đó. Thầy ơi, thầy nói cách đi thầy, gia đình tôi sẽ nhất nhất nghe theo thầy, con trai tôi không thể chết được. Bà Dân sợ quá hóa rồ, bà đứng lên nói nhỏ, rất nhỏ, tâm tư độc ác vô cùng: Liệu không giữ con bé lại nữa thì con trai tôi có cứu được không? Lão Hữu Đen cũng giật mình, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu: Sinh khí của cả hai đó là phụ thuộc lẫn nhau, vong linh bám trên người cô bé này nhờ cô bé làm vật dẫn để hút sinh khí của bé trai. Bây giờ điều cần làm là loại bỏ vong linh, nếu không giữ mạng của bé gái vậy thì bé trai cũng vì thế mà bỏ mạng thôi. Chờ đến 12 giờ đêm, trói nó lại bằng dây thần bắt ma này, sau đó tôi sẽ làm phép để đuổi tà ma. Quan trọng nhất vẫn là cần phải có nước thánh, đó là máu đầu tiên của 7 con chó con và máu của 9 con gà mái mơ. Bà Dân không nghĩ nhiều, vừa hay trong nhà đang nuôi một đàn chó mới sinh vài tuần. Bà vội vàng gật đầu, bảo ông Thịnh đi mua thêm 9 con gà mái. Bố mẹ đừng làm thế, con không bị ai theo cả. Cái thư vội nói, nó biết chắc rằng mẹ mình sẽ dùng ngay đàn chó ở trong nhà. Nó lườm lão Hữu Đen bằng ánh mắt căm hận, vì lão mà mọi chuyện thành ra như thế này. Nhưng bà Dân đương nhiên không nghe, còn kéo nó nhốt vào trong phòng chứa củi. Lão Hữu Đen dán một tấm bùa trước cửa đề phòng vong sẽ trốn ra ngoài. Bà Dân vạch cái áo
mà Thư để che cái chuồng chó lên. Đúng đủ 7 con chó con mà bà cần. Con Hồi ngước đầu lên nhìn, lưỡi thè ra có vẻ vui lắm, còn liếm láp mấy đứa con đang bú no sữa của mình như muốn khoe với bà Dân. Con Hồi sẽ chẳng biết được, sắp tới nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy đàn con đáng yêu của mình. Bà Dân đưa tay bắt lấy mấy con chó con bỏ vào trong rổ. Con Hồi còn tưởng là cho nó ra ngoài tắm nắng nên không giữ lại. Đã vậy còn vui mừng, vừa nằm vừa vẫy đuôi. Bà Dân đóng cửa chuồng chó lại, không thả tấm áo xuống mà cứ thế đem mấy con chó con đi. Hồi muốn ra nhưng không thể. Nó cố gắng đặt niềm tin vào bà, yên tâm nằm đó ngắm nhìn mấy đứa nhỏ ở hiên gần đó. Trời tối, tiếng gà kêu ầm ĩ khắp một vùng. Một bát máu của 9 con gà trống được đem ra, hòa với thứ nước gì đó màu trắng. Lão Hổ Đen gọi là nước dẫn. Đến lượt máu tiêm của chó. Bà Dân cầm dây siết chặt 4 chân của chúng lại, lấy con dao nhọn, dứt khoát đâm xuống. Mỗi một nhát dao là tiếng kêu thảm thương của mấy con chó con. Máu tươi nhúm đầy tay. Con Hồi trong lòng nhảy loạn cả lên. Nó nghe tiếng con mình kêu đã không khỏi run sợ. Tiếng chim lợn bay xung quanh nhà cùng tiếng chó rên la vang vọng. Con chó cuối cùng được ném xuống lọt ngay vào tầm mắt của con Hồi. Cái đầu nhỏ đáng yêu mới hồi sáng còn uống sữa, bây giờ đã nhúm đầy máu. Con Hồi trở nên điên loạn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nó nhảy dựng lên cắn xé lồng sắt, muốn thoát ra ngoài cứu các con của mình, nhưng không thể. Lồng sắt vừa thô vừa cứng, cứa vào chân của nó không biết bao nhiêu vết xước. Nó kêu khản cả họng nhưng vô dụng. 7 đứa con hoàn toàn rời khỏi nó. Cái Thư không nhìn ra bên ngoài cũng nghe được tiếng động, đoán được tình hình. Rồi tiếng chó con kêu la, tiếng con Hồi gào rú ầm ĩ, tiếng gà quang quát trước mũi dao số phận. Gần 12 giờ đêm, cánh cửa trong kho hé mở. Cái Thư được kéo ra ngoài. Ông Thịnh chuẩn bị một bàn cúng nhỏ giữa sân, rải một vòng tròn gạo ở phía trước. Lão Hổ Đen bắt Cái Thư ngồi vào vòng tròn đó, trên tay cầm một cây roi thừng và một bát máu thật lớn. Đúng 12 giờ rồi, phiền anh chị phụ tôi giữ người lại đi. Người chạy mất, dòng nó cũng sẽ trốn thoát theo. Vậy là bà Dân, ông Thình mỗi người một tay giữ chặt Cái Thư lại. Đến giờ phút này, ngoài sự bất lực ra thì Thư không có bất cứ cảm xúc nào. Nó bị những âm thanh kinh khủng vừa rồi tra tấn làm tê liệt tâm trí, không sợ hãi, không run rẩy. Lão thầy vào thế, nhúng roi thừng vào trong bát nước thánh bằng máu tanh ngòm, rồi lẩm bẩm gì đó. Dứt câu, lão vùng tay đánh thật mạnh, quất cái roi vào lưng của Cái Thư. Đòn đánh kinh khủng ấy in hằn lên tấm lưng nhỏ của đứa trẻ 16 tuổi, khiến Thư ngã rạp người xuống. Nó đau đớn hét lên. Đau quá, bố mẹ ơi, con đau quá. Bà Dân nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn, nhưng tuyệt đối không thả lỏng tay. Bà chỉ cảm thấy sợ chứ không đau thương, còn run miệng nói. Mày làm khổ em mày, làm khổ cả họ Phạm. Tao làm thế cũng vì cứu mày cả thôi. Lão thầy lại tiếp tục nhúng roi vào trong bát nước thánh, quất một cái thật mạnh. Thư không ngừng hét lên. Ông Thịnh sợ hàng xóm nghe thấy, liền bịt chặt miệng nó lại, dỗ dành. Đừng có kêu nữa, một chút nữa là xong rồi. Còn có muốn cứu em không hả? Ác Linh, mau cút đi. Ác Linh, mau cút đi. Mỗi đòn đánh là câu chú của lão thầy.
đau quá. Đừng, đừng mà, con đau quá. Trên đường Thư đã hằn kín 6 vết roi rõ rệt. Chiếc áo mỏng tanh cũng bị đánh cho nát tan. Máu từ lưng rớm ra, hòa cùng với vết máu đông gọi là nước thánh. Nó vừa đau vừa rát. Nó kiệt sức không thể chống cự. Trên lưng không phân biệt được đâu là máu người, đâu là máu gà, máu chó. Một tấm lưng bé nhỏ bị giày vò cho tan nát. Chất dịch tanh phủ kín. Mồ hôi ròng rã chảy xuống sân. Sau 9 lần quất roi, lão thầy cuối cùng đã dừng lại. Cây Thư cũng kiệt sức ngất liệm đi. Cả người không có chút sức sống nào, không khác gì một cái xác người bị người ta giày vò. Lũ khốn nạn, chúng mày đang tạo ra cái nghiệp gì thế này hả? Tiếng hét của cụ Mân từ phía xa. Cụ cũng bị ông Thình nhốt vào trong phòng kín. Ai ngờ cụ lại cậy được cửa ngay lúc này. Ánh mắt của cụ hầm hầm nhìn ba người, lại hoảng hốt khi thấy Thư cả người toàn máu nằm lê lết dưới sân. Cụ chạy đến đưa tay muốn cào vào mặt lão thầy, nhưng ông Thình đã nhanh tay giữ cụ lại. Bà làm cái gì vậy? Thầy đang cố diệt trừ vong ác để bảo vệ họ nhà ta. Chúng mày mới là thứ quỷ dữ cần phải diệt trừ. Lũ vô nhân tính, đến con gái mình cũng không tha. Mày không xứng làm trưởng họ. Ông Thình tức giận giữ chặt lấy cổ tay cụ Mân, rồi dùng một tay đập mạnh vào sau gáy bà, làm bà cụ dần mất đi ý thức rồi gục xuống. Bà Dần thấy vậy thì lên tiếng bằng chất giọng run run. Ông ơi, sao ông lại? Lời nói của cụ Mân là giới hạn cuối cùng của ông Thình. Hai tay cho dù vẫn đang run cầm cập, nhưng ông ta vẫn cố gắng bình tĩnh đáp. Bà ta chỉ ngất đi thôi. Khi tỉnh lại, bà làm mọi cách cũng phải để bà ta yên lặng. Vâng. Bà Dân vừa sợ người bị làm sao, vừa sợ cả ánh mắt và hành động khi nãy của chồng. Lão thầy chỉnh lại áo, đưa cho hai người thêm một lá bùa hộ mệnh. Mang nó đặt dưới gối của bé trai, qua 7-3-21 ngày sinh lực sẽ được khôi phục. Bà Dân vẫn còn run run, nhưng khi nghe câu nói của lão thầy, bà có phần điềm tĩnh hơn. Lén nhìn xuống cái Thư đang nằm lê lết, bà hỏi. Vâng, con đội ơn thầy. Thế còn cái ác linh, nó đã bị đuổi đi rồi đúng không ạ? Đúng vậy. Nhưng anh chị vẫn không được để cô bé này đến gần cậu con trai. Ác linh nếu oán hận quá nặng sẽ tiếp tục lợi dụng lúc này để theo. Chờ đến 21 ngày sau rồi tính. Lão thầy nhìn ngó một hồi, sau đó đi đến cuối nhà thờ, chỉ vào cái chòi nhỏ gần hồ nước lớn. Lão nói, nơi đó có hồ nước ở vị trí âm dương, thích hợp để trấn yểm ma quái. Để cô bé ở trong đó không được phép ra ngoài sau 21 ngày. Nếu cố tình thoát ra thì vong sẽ theo lại. Lúc ấy có phải lập đàn đuổi vong như này một lần nữa đây, mà chi phí lại càng tốn kém hơn nhiều. Ông Thình lấy khăn thấm đi mồ hôi trên trán, thở dốc vì sợ hãi, nhưng vẫn làm theo lời của lão thầy. Hai vợ chồng đem cái Thư để vào trong nhà chòi bé tí, chỉ đọc một cái giường và chăn mỏng, thậm chí còn chẳng dám xem vết thương của cô bé. Lão thầy đi về, họ lại dọn sạch sẽ tàn dư. Đêm ấy tiếng chó sủa từ tối cho đến tận sáng, nghe thê lương đến đau đớn. Sáng hôm sau, bà Dân đi ra chợ mua đồ về nấu ăn. Mọi người hình như đều để ý đến bà. Thắc mắc, bà đành ghé vào quán thịt quen để hỏi chuyện. Chị Tươi à, sao hôm nay mọi người nhìn em nhiều? Trên mặt em có gì hả? Người phụ nữ trung niên bán thịt nhìn bà Dân, rồi trả lời. Ôi, cô lại không biết cơ à.
Thế đêm qua nhà thờ họ nhà cô làm cái gì mà tiếng động ầm ầm thế? Tiếng chó sủa, tiếng gà loan cả lên. Mọi người bị phá nên tức giận chứ sao nữa. Vâng. Nhà em thích vài con đãi khách đấy mà. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ. Sẽ không có lần sau đâu. Bà Dân bây giờ mới hiểu. Bà vừa lo vừa ngại nên lập tức chạy ngay về nhà. Ông Thịnh được hôm dậy sớm ngồi canh thằng Dũng. Không biết khi nào nó mới tỉnh. Bùa lão thầy đưa ông bà đặt dưới gối. Cái thư cũng nhốt nó vào trong nhà chòi nhỏ ở phía cuối nhà thờ. Ông ơi, chuyện hôm qua hàng xóm đã nghe thấy rồi đấy. Mình phải cẩn thận mới được. Tôi biết rồi. Cánh cửa phòng khi này bật mở. Người đi vào là một tấm thân già lộm khộm. Bà Dân có ý dè chừng nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm. Bà lườm cụ Mân. Từ bây giờ bà sẽ là người chăm sóc cho cái thư. Tuyệt đối không được thả nó ra ngoài. Nếu nó có mệnh hệ gì, bà sẽ không xong đâu. Bà Dân vừa nói vừa hơi ngập ngừng. Không biết cụ Mân có nghe lời hay không. Đến cả ông Thịnh cũng không dám làm gì bà ta. Cho nên việc để bà nghe lời mình chắc sẽ rất khó. Bà Dân nghĩ vậy. Nhưng ai ngờ được cụ Mân chỉ gật đầu. Sau đó lẳng lặng quay lưng đi. Chưa hết chuyện, bà Dân bấm bụng nói thêm. Còn chuyện hôm qua. Cụ Mân đứng khựng lại. Hai con mắt đen tuyền sâu húp cụp xuống. Trả lời như thể bất lực. Tôi không nhớ gì cả. Cánh cửa phòng được đóng lại. Bà Dân thở dài. Chẳng thể tin được. Cụ Mân hôm qua còn sống chết muốn cản họ lại. Thế mà đến sáng đã ngoan ngoãn lạ thường. Nhưng bà Dân không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ mong cho thằng Dũng khỏe lại. Việc khó khăn bây giờ chính là giấu cả họ chuyện này. Cụ Mân đem theo một bát cơm đầy và nắm lá thuốc đi về phía cuối nhà thờ. Đến cái chòi đang nhốt thư, cụ dừng lại. Cửa mở ra, cái thư đang đau đớn nằm trên giường với vết thương vô cùng nặng. Hàm răng đen sì của cụ nghiến chặt lại. Cụ hận chính bản thân mình vì đã không thể làm được gì ngay lúc ấy. Nhìn tấm lưng đẫm đầy máu, cụ sốt ruột phát khóc. Còn có dậy được không? Kể ra cũng lạ, cụ chưa từng nói chuyện với Thư, nhưng lại cảm thấy rất quý con bé. Chắc là vì thương hại nó. Bình thường hai cụ cháu cũng lầm lì, tính cách kỳ lạ như nhau. Thư may mắn còn tỉnh táo. Nó chỉ đau quá nên thiếp đi. Suốt đêm qua nó không tài nào ngủ được. Cơn đau hành hạ nó như muốn chết đi sống lại. Lần đầu tiên Thư khóc nhiều đến như vậy. Khóc đến mức ướt hết cả một vùng gối. Con không ra ngoài được. Vết thương trên lưng này cụ tạm thời sơ cứu bằng lá thuốc. Con có nhịn được đau không? Thư đã không còn sức để nhổm dậy nữa. Nó chỉ có thể nằm đó gật đầu. Trận đòn hôm qua nó còn trải qua được, chứ nói chi vài cái lá thuốc. Đấy là Thư tự trấn an mình, chứ nó cũng đau, cũng khổ lắm chứ. Cụ Mân nhẹ nhàng đỡ nó dậy, trộn cơm với nước canh và ít thịt lợn đút cho nó. Thư không muốn ăn, nhưng nó biết muốn sống thì dù có ngất đi nó cũng phải cố nuốt cơm vào bụng. Đêm hôm qua bố mẹ đã đánh nó, đánh chết luôn cả sự tin tưởng mỏng manh cuối cùng mà nó dành cho họ. Con đã làm gì mà họ hành hạ con đến mức này? Cụ Mân nhỏ giọng hỏi. Thư không muốn giấu. Vả lại tối qua trước khi ngất, nó nhìn thấy cụ chạy tới muốn bảo vệ. Chắc ở cái nhà thờ họ này, nó tin được mỗi mình cụ. Cụ có tin con không? Tin. Cụ tin vào sự thật. Con chỉ muốn giúp các chị siêu thoát thôi.
chắc gì bố mẹ trấn yểm không cho linh hồn các chị siêu thoát, nên các chị oán hận làm cho thằng Dũng nó ốm. Các chị hả? Ừ, các chị nào cơ? Chung linh của 7 người chị đã bị bố mẹ con nạo khi mang thai. Họ chỉ muốn được siêu thoát thôi. Nhưng mà cho nên chính con đã cắt dây ấy. Con muốn giúp các chị. Dũng nó ốm, bố mẹ con quýnh quán, trừ tà mãi cũng không phải là cách. Với cái tính cách ăn chắc của bố, chắc chắn sẽ không mời thầy mãi được. Gã thầy kia không phải là người tốt. Con muốn mượn cớ này để giúp các chị. Con biết như thế là không đúng với Dũng, nhưng con thực sự không còn cách nào cả. Hơn nữa, con tin các chị sẽ không làm hại Dũng đâu. Thư vừa nói vừa khóc. Khóc vì đau, khóc vì thương, vì tủi hờn. Cụ Mân nghe xong mà giật thót tim. Cụ từng nhiều lần thấy cái Thư nói chuyện một mình, đến bây giờ mới biết nó đang nói chuyện với vong linh trẻ em. Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp mà. Từ khi nào nhà thờ họ Linh Thiêng trở thành nơi trú ẩn của những linh hồn oan khuất thế này? Ta sẽ nói với hai người họ, nếu không giải thoát cho 7 vong hồn ấy, nhà thờ họ Phạm sẽ còn nhiều tai họa. Thư cố gắng gượng đưa tay giữ lấy cụ Mân. Nó lắc đầu đáp, đừng cụ ơi, bố mẹ con đã không còn là người nữa rồi. Họ ác lắm, sẽ không buông tha cho các chị đâu. Con có lén đọc cuốn gia phả của họ mình, biết được dì Vân có am hiểu tâm linh. Con tin rằng dì sẽ nhìn ra được vấn đề. Cụ bây giờ không được làm gì cả. Nếu bị phát hiện, bố mẹ con sẽ không buông tha cho cụ đâu. Thu vừa nói vừa khóc, người nó rung bần bật lên. Một đứa trẻ bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, giờ đây đã đạt đến giới hạn, đến bố mẹ ruột của mình cũng không thể tin tưởng. Hoàn cảnh khốn cùng đã ép nó trưởng thành, tâm tư suy nghĩ không giống với một đứa trẻ mới 16 tuổi. Cụ Mân nhìn nó trầm mặc, ánh mắt lộ rõ sự thương cảm. Cụ ngồi lại trấn an nó. Cụ không đi nữa, con đừng có khóc. Nhưng cụ có thể làm gì bây giờ? Lỡ cô Vân không phát hiện ra thì sao? Họ sẽ nhốt con lại, họ vẫn sẽ chạy theo cái quyền lực mù quáng mà anh hạ con. Con chọn cách đánh cược tính mạng của mình, còn hơn là nhìn 7 người chị vô tội của con không được siêu thoát. Thư biết là như vậy, nhưng thà rằng nó bị nhốt ở đây cả đời, còn hơn nhìn thấy vô số sinh linh vô tội bị giết hại. Cụ Mừng an ủi nó một hồi, mãi sau mới khiến nó bình tĩnh. Hai cụ cháu ngồi đó sát trùng vết thương. Thư đau lắm, nó gặm chặt lấy tấm vải đến mức nhàu nát, gương mặt gồng lên đỏ ửng. Thế mà nguyên một ngày trời, ông bà Thình Dân không ai đến nhìn nó dù chỉ một lần. Đêm hôm ấy, bà Dân cùng với chồng đang ngủ ngon thì có một cơn gió lạnh tạt qua, làm cánh cửa sổ bật mở. Ông Thịnh cả ngày bận bịu cho việc làm giấy xin nghỉ học cho thằng Dũng, với bịa chuyện qua mắt họ hàng nên ngủ mệt chẳng biết gì. Bà Dân như bị ai đó thổi khí lạnh vào sau gáy, bà rùng mình tỉnh dậy. Đột nhiên phòng bên của thằng Dũng có tiếng gọi nhí nhí. Nghe tiếng gọi, bà lập tức ngồi dậy. Ông ơi, hình như là thằng Dũng nó tỉnh rồi hay sao ấy. Ông Thịnh còn đang mơ màng, lật người không trả lời lại. Bà Dân thì mừng vì con đã tỉnh, nên cũng mặc kệ, một mình ra khỏi phòng. Cái tiếng gọi của Dũng vặn vẹo lắm, vừa yếu ớt lại cứ ngân dài ra. Cũng vì lo lắng nên bà Dân để ý đến chuyện đó, nhanh nhanh chóng chóng tìm đến phòng. Thế nhưng chưa kịp đến nơi,
bà đã thấy bóng dáng của nó đang đi tuốt về phía cuối nhà, ngay chỗ cái thư đang ở. Sợ nơi đó có vong hồn vây quanh, bà Dân vội gọi nó. Dũng ơi, quay lại đây đi con, đừng đi về phía đấy. Cái thằng bé này sao vừa dậy đã đi ra đó rồi. Bà Dân lo sợ chạy theo phía sau, mà tốc độ đi của thằng Dũng ngày một nhanh. Nhìn kỹ thì chân nó không hề chạm đất. Chẳng mấy chốc nó đã vắng bóng trong đêm tối. Bà Dân lọ mọ cầm tạm cái đèn pin đuổi theo. Đến được cái nhà chòi thì không thấy thằng Dũng đâu. Rõ ràng là mùa hè, buổi tối không nóng thì mát, thế mà ở đây lại có khí lạnh vây quanh. Bà Dân rùng mình ôm người. Nhìn xung quanh, ngoài cái hồ nước ở bên cạnh ra thì tất cả đều là cỏ và sỏi đá, âm u ẩm ướt. Lại có tiếng gọi văng vẳng ngay cạnh tai, như thể thằng Dũng đang ở ngay phía sau bà. Bà Dân kinh hồn phát hiện ra cái giọng nói này rất khác lạ. Hai con mắt trợn tròn lên, da gà nổi từng cục. Đôi chân rùng rùng suýt không đứng vững mà quay người lại. Những tưởng thằng Dũng sẽ xuất hiện ở phía sau, nhưng rốt cuộc lại chẳng có ai. Bà thở dài, mồ hôi hột túa ra. Nghĩ chỉ là do bà sợ quá thôi. Ai ngờ vừa quay lại, cái mặt thằng Dũng đột nhiên hiện ngay trước mắt. Bà Dân hoảng hồn đến mức ngã xuống ngay ở mép hồ. Kỳ lạ thế nào, đến lúc ngẩng lên thì chẳng thấy nó đâu. Không gian lúc này mỗi lúc một tĩnh mịch. Bà Dân trong lòng đã kinh hãi đến tột đỉnh. Bà nắm chặt lấy cây đèn pin, không dám soi linh tinh, và cố gắng gọi. Dũng ơi, con trêu mẹ hả? Con mau ra đây đi, đừng có trêu mẹ nữa. Tiếng khóc than ai oán đột nhiên vang vọng. Tiếng trẻ con như vừa mới sinh truyền thẳng vào tai bà. Dưới mặt nước có gì đó rung động. Bà sợ hãi không dám bước đến gần. Nhưng một bàn tay bất chợt chới với, cùng với tiếng kêu cứu của thằng Dũng. Mẹ ơi, cứu con với, có thở, cứu con. Dũng ơi, là con hả? Sao con lại? Bà Dân sợ hãi không dám làm gì. Bà định quay lại gọi chồng, nhưng có lẽ sẽ không kịp. Dùng hết can đảm của mình, bà bò gần tới mặt nước. Thấy cánh tay đang chới với sắp chìm nghiễm, bà bắt vội lấy rồi nghiến răng kéo lên. Một thằng con trai mười mấy tuổi, nặng hơn 50 cân, lại nhẹ bẫng như vài lạng. Mà cái bàn tay to mõm mỉm bà Dân vừa nắm được, nó dần bị thu nhỏ lại, vừa nhũng vừa ghê tay. Thứ bà Dân nhấc lên không phải là thằng Dũng, mà là một cái bào thai đang phát triển thành hình thành dạng. Hai hốc mắt sâu hấm không thấy con người, cái đầu tròn to lơ thơ vài cọng tóc bết, cả người co rúm lại, xung quanh người vẫn còn bọc ối tanh hôi. Bà Dân hét toáng lên kinh sợ. Bà muốn ném nó đi, nhưng bào thai như biết cử động, cứ thế bám vào tay của bà. Không, đi, Dũng ơi cứu mẹ, Dũng ơi, ông Thịnh ơi cứu tôi, cái quái gì thế này? Mẹ ơi, đừng đuổi con ra khỏi nhà mà mẹ. Con cũng là người mà, tại sao không cho con sống? Tại sao con chết rồi, không cho con đi đầu thai? Bà Dân quay cuồng với những lời ai oán ma mị. Tiếng khóc của trẻ con cứ ở kế bên tai, kinh dị vô cùng. Rồi tứ phía, từng bào thai thành hình đều chậm chậm bò đến. Bọn chúng kéo theo dây rốn, cái dài cái ngắn, kéo theo tấm màn ối bị rách. Có đứa tay chân đã không còn nguyên vẹn vì bị nạo phá. Có đứa thành rõ hình nhưng lại tím tái vì chết cống. Đừng đến đây mà, đừng đến đây mà. Bảy vong linh lần lượt bò tới, muốn mẹ siêu thoát cho mình.
khiến cho bà Dân kinh hãi nấc lên, hai mắt trợn ngược rồi ngã gục xuống ngất đi. Đêm khuya thanh vắng, có con chim lợn sà xuống đậu lên mặt bà Dân, dùng cái mỏ của mình gõ xuống giữa trán vài cái, sau đó lại kêu lên một hồi rồi mới rời đi. Bên cạnh bà là thằng Dũng, cả người nó đều ướt đẫm. Trong cái nhà chòi nhỏ kia, bỗng lưng chắc kính lá thuốc của cái Thu đang đứng ở mép cửa trông ra, gương mặt của nó không lộ bất cứ cảm xúc nào. Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng, bà Dân giật mình tỉnh dậy, cái miệng há hốc thở không ra hơi. Ông Thịnh vội đỡ lấy vợ. Bà nó thấy thế nào rồi? Bà Dân nhìn ngó xung quanh, quay đầu thấy thằng Dũng mới giật mình hét toáng lên. Cái hình ảnh rùng rợn đêm qua ám ảnh trong tâm trí bà, có mỗi lúc lại như hiện hữu ở trước mặt, khiến tim bà đập liên hồi. Ông Thịnh ôm lấy vợ trấn an. Nào, có tôi ở đây. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Dũng, thằng Dũng, thằng Dũng, nó. Bà Dân lắp bắp, nói không nên lời. Ánh mắt hoang mang làm cho ông Thịnh cũng hoảng sợ theo. Phải mất một lúc lâu dỗ dành, bà mới hoàn hồn bình tĩnh trở lại. Bà kể lại chuyện đêm qua, việc mình gặp những thứ kỳ lạ và kinh khủng ấy mà thuật lại. Ông Thịnh nghe xong thì sởn da gà, rồi bắt đầu nhìn thằng Dũng với ánh mắt khác. Ông ơi, hay là cây thư nó trốn ra ngoài rồi nên... Không có chuyện đó được. Đêm qua nghe tiếng bà hét, tôi đã chạy ngay ra, đem bà với thằng Dũng vào. Tôi cũng có nhìn sang cái nhà chòi, thấy cây thư vẫn ở đấy. Bà Dân khi này mới suy nghĩ cẩn thận về những bào thai đêm qua cứ bám víu lấy mình, và lúc này mới chợt hiểu ra cái nghiệp của bà. Ông ơi, bảy dòng hồn đó là con của chúng ta. Bà nói cái gì? Ông không nhớ hả? Mình làm gì giữ đứa con gái nào ngoài cái thư đâu. Thôi rồi, hóa ra chúng nó đang muốn tìm mình báo thù sao? Ông ơi, hay là mình nhanh nhanh cầu siêu cho nó đi, chỉ khi nó siêu thoát hại ta mới yên ổn. Bà Dân kể ra vẫn còn chút tình người, nhưng ông Dũng thì ngược lại. Ông đưa ánh mắt nhìn xuống dưới đất đăm chiêu, tỏ ý không muốn đồng ý. Bà Dân nhíu mày thay cho câu hỏi. Ông chẹp miệng đáp. Bà nó không biết, nếu làm lễ cầu siêu thì bài vị của bảy đứa nó sẽ được đặt lên bàn thờ của Từ Đường. Mọi người mà biết chúng ta giết bao nhiêu sinh linh như thế, cho dù tôi có đẻ 10 thằng Dũng cũng không có cơ hội ngồi lên cái ghế trưởng họ này đâu. Ông nói thế khác nào ta phải sống chung với lũ sao? Chúng nó sẽ không để yên cho mình đâu. Ê, khổ quá, bà bình tĩnh lại xem, kiểu gì cũng có cách mà. Nếu như cái thư là cậu nói để đám vọng linh đó vào nhà, vậy thì dùng nó để dụ đám vọng linh kia. Bà Dân từ từ bước xuống khỏi giường, đi đến đầu tủ, mang ra một chiếc rương nho nhỏ. Bên trong có một quyển sách đã cũ kỹ. Buổi tối hôm qua, bà đã nghiên cứu không biết bao nhiêu thứ ở trong quyển sách này. Có một cách gọi là dẫn hồn nhập thể. Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất này. Đưa linh hồn của chúng nó vào trong cơ thể của cây thư, sau đó nhốt chúng lại. Trong lúc đó chỉ cần chữa bệnh cho thằng Dũng, để sinh khí của nó với cây thư tách rời ra là được. Ông Thịnh cầm quyển sách lên nhìn qua một lượt, mãi mới sực nhớ. Ông ném nó xuống đất, vẻ mặt kinh hãi, nói: Bà dám đem sách cấm của họ ra đọc, bà điên rồi. Thế ông có muốn giữ chức nữa không? Bà gào lên, ánh mắt kiên định nhìn chồng. Có lẽ bà còn khao khát cái vị trí trưởng họ ấy hơn cả ông, đến mức việc gì cũng có thể làm ra.
Ông Thịnh đơ mặt. Bà Dân nhặt quyển sách lên rồi nói tiếp. Thế ông nghĩ quyển sách này từ đâu mà có? Không có người thực hiện, làm sao nó tồn tại đến bây giờ? Các trưởng họ đời trước có ai mà không dùng? Chẳng qua vì danh tiếng cho nên mới biến nó thành sách cấm mà thôi. Nếu muốn giữ hai tự trong sạch, họ đã sớm đem thiêu hủy rồi. Cho nên chúng ta dùng không có gì là sai cả. Từng lời nói của bà Dân như trúng thẳng vào tim đen của ông Thịnh. Sự điên cuồng của bà đã mời gọi ông ta vào ngưỡng cửa của sự sai trái. Cả hai vợ chồng không nói gì, ngầm hiểu ý của đối phương. Thế nhưng chưa làm được gì thì họ đã bị cụ Mân phát hiện. Cụ không muốn như con rùa rụt cổ, trợ mắt nhìn hai người vô nhân tính làm trò sằng bậy. Dẫu biết sức già không đấu nổi người trẻ, nhưng cô vẫn xông vào toan giành lấy quyển sách cấm. Bà Dân phản xạ nhanh, giấu nó sau lưng trốn đi. Ông Thịnh phối hợp với vợ giữ cụ lại. Quần ác nhân, chúng mày có biết làm như thế là dính phải nghiệp quá nặng nhất trong họ không hả? Quần thức đức. Cái bà già này, bình thường tôi nể bà, không có nghĩa là bà muốn làm cái gì cũng được. Ôi làng nước ơi, chúng nó muốn giết người, chúng nó giết chính con ruột của chúng nó. Cụ Mân dùng hết sức để gào thét nhưng bị ông Thịnh bịt chặt miệng. Ngay lúc này bên ngoài cửa có tiếng gọi của bà Đoan đến thăm. Hai vợ chồng quýnh quán. Bà Dân giấu tạm quyển sách cấm dưới gầm giường. Ông Thịnh chỉ kéo lê cụ Mân vào buồng trong. Sợ cụ hét lên, ông ta còn dùng miếng vải cùng vợ quấn ngang miệng, không cho cụ lên tiếng. Bà Dân còn cẩn thận trói tay trói chân của cụ lại rồi nhét vào trong tủ. Mãi một lúc lâu, bà Dân mới ra mở cửa. Bà Đoan liếc nhìn không ưng ý, tay chống gậy đi vào trong nhà. Anh chị làm cái gì mà lâu thế? Tôi đến thăm cháu tôi, nó thế nào rồi? Bà Dân vừa chạy theo sau vừa lo lắng, mồ hôi cứ túa ra. Dạ cháu hôm trước mới được xuất viện, bác sĩ bảo không sao, nhưng mà cần nghỉ ngơi nhiều. Hôm qua Dũng nó khó ngủ, mới uống liều thuốc an thần do bác sĩ kê đơn, cho nên cháu nó vẫn chưa dậy đâu mẹ à. Thế hả? Để tôi cứ vào nhìn xem nó thế nào. Nhìn cháu cho yên tâm. Bà chậm rãi đi vào trong phòng. Quả nhiên thằng Dũng vẫn chưa tỉnh. Ông Thịnh vờ như đang ngồi đó đọc báo. Mẹ đến chơi à? Sao không ra phòng khách mà đọc cho yên tĩnh? Đọc ở đây cũng được hả? Sáng ra vợ con đốt nhang mũi ở đấy, nó ám mùi lắm, nên con nghĩ vào đây đọc cho tiện. Khi nào Dũng nó ngủ dậy cũng biết mà chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị ăn cơm à? Đấy mẹ xem, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Hay mẹ ở lại ăn cơm với nhà con? Ông vừa nói vừa thầm nghĩ trong bụng, mong bà Đoan đừng ở lại. Mời bà là cái cớ để lấp liếm sự khác thường của hai vợ chồng mà thôi. Bà Đoan còn nhiều cái nghi vấn chưa muốn nói, nhưng bà lại không vặn hỏi. Bà lắc đầu. Thôi, tôi về nhà ăn với thằng Út. Thế còn bé Thư đâu? Hai vợ chồng trắng mặt nhìn nhau. Bà Dân run run tay đặt sau lưng, nở ra nụ cười rất gượng gạo. Dạ con bé đi học chưa có về mẹ à? Tôi đành về vậy. Hai anh chị cứ như muốn đuổi tôi đi ấy. Đâu có đâu mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Bà Đoan vừa quay đi, tiếng động ở trong buồng phát ra, làm bà khựng lại. Cụ Mân biết người đến nên cố ý dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa, cho dù hai chân đã bị buộc chặt vào đùi. Còn chưa kịp hỏi, ông Thịnh đã mau miệng. Tôi bảo bà đuổi cái con chuột trong phòng đi kia mà, sao vẫn còn tiếng động thế? Bà Dân cũng biết phối hợp, đáp lại tự nhiên. Thôi tôi sợ lắm, thôi chúc ông vào tự xử đi,
tôi đi nấu nồi cơm. Chỉ có thế bà Đoan mới rời đi mà không hề nghi ngờ bất cứ điều gì. Hai vợ chồng được một phen nín thở. Phải tới khi bà Dân đứng ngoài cổng, thấy bà Đoan đã đi xa, mới thở dài, vào trong buồng đưa cụ Mân ra. Họ vẫn chưa cởi trói cho bà cụ, còn bày kế. Ông ơi, bà ta sẽ không có nghe lời nữa đâu. Tạm thời nhốt bà cùng với cái thư đi, gọi thầy Hữu tới trước rồi tính. Hai vợ chồng ném cụ Mân vào trong cái nhà chòi, để cụ nằm lăn lóc dưới sàn, vẫn không chịu cởi trói. Thư vội vã đi tới đỡ lấy. Nó hoang mang nhìn ông Thịnh, bà Dân. Gương mặt của hai người giờ đây khác quá, đều là nét dữ tợn của ác quỷ. Ông Thịnh gằn từng câu. Bà cháu mày nếu dám hét một câu thôi, tao chặt cho đứt lưỡi, nghe rõ chưa? Cây thư tức lắm, nó siết chặt tay lườm hai người. Ánh mắt hận thù phần phần lửa giận khiến ông bà cũng có chút run sợ. Cuối cùng họ liền rời đi, chỉ để lại hai cụ cháu tự sinh tự sống ở đây. Không được rồi, cứ để thằng bé hôn mê như thế này không phải là cách. Mẹ tôi hình như đã nghi ngờ rồi. Đến nước cuối cùng, đành họp họ thôi. Ông bị điên hả? Tôi nói rồi, làm theo trong quyển sách kia là an toàn nhất. Người trần mắt thịt như họ, làm sao mà có cách giải quyết? Họ lại chẳng mừng hơn vì thằng Dũng gặp chuyện sao? Bà chẳng biết cái gì cả. Trong sách không ghi chép về tỷ lệ thành công. Tôi không thể mạo hiểm cái chất trưởng họ cho một phương pháp đáng sợ này được. Ông Thịnh hóa ra là đang lo kết quả không đúng như mong đợi sẽ khiến cho chức quyền của mình bị mất đi, chứ chẳng hề nghĩ tới tính mạng của hai đứa nhỏ. Bà Dân nghe vậy cũng ậm ừ đáp. Thế gọi thật à? Giấu không được, đành công khai thôi. Tối nay họp họ luôn. Thế là tối hôm ấy, vợ chồng hai người bịt chặt miệng cụ Mân với cái thư lại, chỉ sợ rằng đang họp giữa chừng thì cả họ phát hiện ra chuyện xấu của mình. Cuộc họp đột ngột khiến cả họ đều cảm thấy không vui. Miễn cưỡng đến cho đầy đủ lễ nghĩa, ông Thịnh vẻ mặt vô cùng sầu não, nói với mọi người đang ngồi ở đây. Các cô chú à, hôm nay tôi triệu tập cả họ là có việc rất quan trọng, muốn xin ý kiến của mọi người. Chuyện là thật ra hai vợ chồng tôi đó đã giấu mọi người việc cháu Dũng bị ốm. Thực ra nó đang bị mất đi sinh khí. Câu này nói ra khiến cho mọi người đều giật mình hoảng sợ. Họ nhìn nhau bàn ra tán vào. Vợ của người con trai thứ ba lên tiếng. Phàm là những thứ liên quan đến tâm linh, cô khá rành. Mất sinh khí hả? Chẳng lẽ bị vong nhập sao? Bất Vân cũng lên tiếng, nhưng dù có nói nhỏ cũng đủ để cho mọi người nghe thấy. Thật à, làm gì thức đức sao mà dòng theo. Ông Thịnh và bà Dân bị nói trúng tim đen, nhưng không hoảng loạn. Họ tiếp tục nói. Mọi người đừng có vội suy đoán nè. Thật ra là sinh khí của thằng bé bị cái thư hút hết. Chúng nó là anh em sinh thôi. Thầy nói sinh khí của con thư mạnh hơn, càng lớn nó sẽ càng cản trở sức sống của thằng Dũng. Tôi thương hai đứa, thương cái thư, nên mới nhân lúc con bé đi học thêm để tôi họp mọi người. Thế anh đã đi tìm thầy cúng gì chưa? Tôi có tìm rồi nhưng mà không có ăn thua. Thằng bé vẫn hôn mê, tôi lo quá. Cô Dân am hiểu tâm linh, cô thử nghĩ xem có cách nào cứu nó không. Tôi thì không phải thầy, biết cũng chút chút thôi, nhưng vấn đề sinh khí này phải liên quan ít nhiều đến dòng oán. Bây giờ bà Đoan lên tiếng. Dòng oán hả? Ý con là sao? Nói đến vòng, bà sực nhớ lời thư tâm sự với mình vài ngày trước.
Nó có nói rằng nó thương các anh chị của mình, nó thương những sinh linh vô tội bị vạ lây vì chức quyền trong họ. Có khi nào liên quan đến chuyện này? Bà Vân lúc này mới đáp: sinh khí không bị hút bởi người sống, chỉ có người âm, mà thường thì oán khí nặng quá mới bị quật lên gia chủ. Mọi người nghe xong đều cảm thấy hoang mang tột độ. Khác nào nói ông Thịnh bà Dân làm nhiều việc xấu nên mới có vong theo. Hai ông bà tức lắm, cái mặt giận đỏ cả lên, nhưng chẳng làm được gì. Lúc này một cơn gió lạnh đột nhiên luồn vào sau gáy, cảm giác ớn lạnh khiến bà Dân rùng mình, miệng lẩm bẩm: nơi kính gió như thế này, chả lẽ lại... Bà Dân bỗng dưng khựng người như bị ai nhập, cái đầu cúi rụp xuống, ánh mắt vô hồn. Ông Thịnh chưa phát hiện ra vợ bị làm sao nên vẫn còn đang cố cãi lý với bác Vân. Cô nói thế là thế nào? Vợ chồng tôi từ trước đến giờ sống ngay thẳng, làm gì có cái chuyện làm điều ác mà khiến cho dòng theo cơ chứ. Ngay từ nhỏ thầy đã nói sinh mệnh của con bé Thư rất mạnh, nên việc hút đi sinh khí của thằng Dũng là việc dễ hiểu. Bác Vân tức giận nhấn giọng nói to: nếu đã không tin tôi thì đừng có hỏi. Lúc này bà Dân không nói gì, lừ lừ đi ra khỏi phòng họp ngay lúc căng thẳng. Ông Thịnh còn chẳng kịp giữ vợ lại, bác liền hỏi: chị Dân, chị đi đâu thế? Bà Dân không trả lời gì, chỉ cúi đầu xuống đất đi thẳng ra ngoài cửa. Bác liền cảm thấy mình không được tôn trọng nên tức giận lắm, thái độ ra mặt: thế này gọi cả họ đến là chỉ xin ý kiến à, hay là có ý gì đây? Chồng thì phản bác, vợ thì thờ ơ. Các bác bình tĩnh đi, vợ tôi chắc là thấy lo cho cháu Dũng quá đó, tôi sẽ nhắc nhở bà ấy. Còn chưa kịp dứt câu, tiếng khóc của trẻ con đột nhiên vang lên nơi từ đường. Mọi người đều đồng loạt trông ra, tiếng khóc mỗi lúc một to và dữ dội dần. Nghe còn có tiếng người lớn đè lên rất kỳ lạ. Một người trong họ lên tiếng: sao lại có tiếng trẻ con khóc? Ông Thịnh như hiểu được gì đó rồi chột dạ, không muốn mọi người chú ý nên nói rất lớn: chắc là con nhà hàng xóm thôi, tôi nghe tiếng phát ra bên phía từ đường cơ. Thôi ta lại coi xem sao. Mặc kệ sự ngăn cản của ông Thịnh, tất cả mọi người đều chạy sang hết từ đường. Lạ kỳ thay, tiếng trẻ con thì vẫn còn đó, nhưng người ngồi giữa từ đường lại là bà Dân. Miệng bà phát ra tiếng khóc của trẻ con nghe rất rõ. Cái mặt sáo rỗng vô hồn, tóc tai thì rũ rượi, gương mặt thì trắng bệch như không còn một giọt máu. Mọi người ai nấy cũng sợ hãi bịt chặt miệng. Ông Thịnh dựng tóc gáy, không biết làm thế nào. Oan ức quá, khổ quá bố mẹ ơi, chúng con khổ quá. Bác Vân nhìn không giống là bà Dân cho lắm, nhưng vẫn cố ý dò hỏi: chị Dân à, chị đang nói cái gì thế? Bố mẹ ơi, ông bà ơi, tại sao số kiếp của chúng con khổ ấy? Chúng con chưa kịp nhìn thấy thế giới đã bị phá bỏ rồi, nát thành nhiều mảnh. Chúng con đói lắm, lạnh lắm. Hình như chị Dân bị vong nhập rồi. Bác Vân vừa nghe đã hiểu được một chút. Mọi người cũng vì thế mà sợ hãi lùi về phía sau. Tại sao con chờ nhiều năm rồi, bố mẹ không giải thoát cho con? Tại sao bố mẹ lại đuổi con đi? Đứa con cả trong thân thể của bà Dân đã đau đớn nói ra tiếng lòng trong suốt nhiều năm trời. Nó trợn tròn mắt đi về phía của ông Thịnh, đưa tay vồ lấy ông mà khóc lóc: bố ơi, sao bố không giữ con lại? Sao mẹ lại phá con đi? Con đau lắm, các em cũng đau lắm bố ơi.
Tiếng kêu khóc oan khuất làm cho ông Thịnh sợ nhũng cả người. Trước mặt ông chính là đứa con cả vừa mới ra đời được một tuần thì đã bị vợ chồng ông bỏ mặc ngoài đường mà chết cống. Giờ đây đối mặt chất vấn dưới hình hài của người vợ, người bố tệ bạc không dám thừa nhận, đôi chân mềm nhũn không trụ nổi mà ngã khuỵu xuống. Thật là một cảnh tượng vừa nực cười lại vừa đáng thương. Cái mặt trắng giả của bà Dân cứ dí sát lại ông Thịnh kêu khóc, nước mắt chảy ra đều là màu máu. Ông ta giãy giụa kêu cứu nhưng không một ai dám làm gì cả, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng kinh hãi ấy. Không phải, mày nói láo, tao không sinh ra mày, mau cút đi. Tại sao bố lại không nuôi con? Chỉ vì con là con gái thôi sao? Sinh mạng của chị em con lại không bằng một đứa con trai sao? Giọng nói đang xen khác lạ cứ vang lên từng đợt dọa ông, làm cho ông suýt nữa ngất đi. Ông hoảng hồn bám víu lấy cột nhà, hèn mọn không ra dáng dấp của một người trưởng họ. Đừng ám vợ chồng tao nữa, mày đã chết rồi á, sao không mau cút đi? Chúng mày cút hết đi. Đúng lúc ấy, từ trong dòng người bước ra một nhân vật không mời mà đến. Ông ta mặc một bộ quần áo dài màu đen, tướng tá cao ráo, nhìn đâu cũng thấy giống một ông thầy bói. Bà Đoan chưa kịp hỏi, ông đã tự giới thiệu. Xin lỗi vì đã tự ý xông vào gia đình. Tôi là thầy Hữu, được biết gia đình mình bị một ông thầy giả mạo tôi đến lừa đảo, nên tôi muốn tìm tới để hỏi chuyện. Không ngờ lão ta lại hại gia đình nhà người khác thành ra thế này. Bà Đoan bây giờ không tin được thầy nào thật, thầy nào là giả, nên bà còn nghi ngờ lắm. Ông nhìn đi, đủ loạn cả rồi, đừng có tới nhà thờ họ của chúng tôi để lường gạt nữa. Thầy Hữu nhìn vào bên trong, đôi mắt âm dương lập tức soi ra có một vong linh đăng nhập vào thể xác của bà Dân. Để chứng minh, ông đành kể lại mọi chuyện mà lão Hữu đen kia đã giả danh. Ông nói cái gì hả? Giam giữ bé gái 21 ngày, thằng Trọng, thằng Quý, hai đứa mau đi tìm cái thư nhanh lên. Trời ơi, nhà thờ lớn thế này biết tìm ở đâu bây giờ? Thầy Hữu dùng một lá bùa dán lên trán của bà Dân, vong linh trong người tạm thời bị trấn yểm lại. Ông quay sang hỏi người đàn ông đang run rẩy nơi cột nhà. Người đã giấu đứa bé ở đâu? Nếu không nói ra, tình thế sẽ khó cứu vãn đó. Ông Thịnh thở dốc, mặt sợ cắt không còn giọt máu. Nhìn gương mặt vừa giận dữ vừa kinh hãi của mọi người dành cho mình, ông đành trả lời bằng chất giọng lý nhí. Nhà trò nhỏ ở cạnh cái hồ. Ông Trọng và anh Quý vội vàng theo lời nói mà chạy đến cuối nhà. Một lúc lâu sau, bóng dáng của bốn người dần hiện lên trong bóng tối. Cái thư phải đỡ tay nó mới miễn cưỡng đi được. Vết thương trên lưng cùng với bộ quần áo cũ ấy đã mốc đen lên, làm cho mọi người sốc nặng. Bà Đoan chạy đến đỡ lấy nó. Gương mặt Thư xanh xao như tàu lá chuối, ốm yếu gầy guộc hẳn đi. Con ơi, sao lại thành ra thế này cơ chứ? Thằng khốn kia, mày dẫn tâm hành hạ cái tư thế này à? Chuyện ô nhục phơi bày ra trước mặt, ông Thịnh không còn gì để nói, chỉ run sợ trước mọi thứ đang diễn ra. Cụ Mân bơ phờ, hai cổ tay bị siết chặt tụ máu tím ngắt. Cũng may bà đã cố giữ tỉnh táo cho đến tận bây giờ. Khi nhìn thấy vợ chồng ông Thịnh thì cụ Mân chỉ muốn nhảy vào để đánh chết hai cái con người bất nhân tính này. Quần khốn nạn, quần ác quỷ, chị Đoan à, chúng nó muốn dẫn hồn nhập vào cơ thể của cây thư. Chúng nó dùng roi đánh vào người cây thư.
Con bé còn nhỏ, con bé không chịu nổi đâu chị ơi. Nước mắt cụ Mân giàn giụa, bám víu lấy bà Đoan. Tất cả đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ với bọn họ. Một người cha, một người mẹ lại có thể nhẫn tâm với chính con ruột của mình. Quả thật không khác gì với loài quỷ dữ. Rồi lần lượt những lời nói trong sự bức xúc của những người đang có mặt tại đây lần lượt lên tiếng. Anh Thịnh chị Dân à, anh chị không có xứng đáng có tên trong gia phả họ Phạm đâu. Đừng có nói là cái chức trưởng họ này. Tạo nghiệp, thật là tạo nghiệp mà. Đặc biệt hơn là những giọng nói văng vẳng của những âm hồn linh nhi cũng cất lên. Mẹ không thích chúng con vì chúng con là con gái. Nhưng con gái thì sao mẹ? Chúng con cũng là con người mà. Chúng con không thua kém ai cả. Tại sao bố mẹ không cho chúng con một cơ hội để sống? Nỗi oan khuất của oan hồn đều được mọi người nghe thấy rõ mồn một. Đến lúc này, lão Hữu mới tường tận kể lại cho mọi người đầu đuôi câu chuyện. Từng lời từng chữ đều như đâm thẳng vào lồng ngực của hai vợ chồng ác độc kia. Hai người từ trước đến giờ chỉ hàm cái gọi là danh vọng chức quyền, nhẫn tâm phá bỏ bảy đứa con gái. Đứa thì chưa ra đời, đứa thì chưa thành hình, đứa thì bỏ rét cống bên vệ đường. Nhưng mà những vong linh này đều không oán hận, chúng chỉ mong hai người cầu siêu cho bọn chúng. Vậy mà chỉ vì cái danh cái quyền mà hai người một lần nữa mù quáng tin vào kẻ xấu để hại chúng, còn liên lụy đến cả dân làng nữa, nhẫn tâm đánh đập hành hạ, giam nhốt con gái ruột của chính mình. Đúng là tội ác tày đình, trời không dung, đất không tha mà. Lão Hữu tố cáo đầy đủ mọi tội ác của hai vợ chồng. Lá bùa trên trán bà Dân cũng đã hết tác dụng, ác linh trong cơ thể dường như đã rời đi. Bà Dân mở mắt tỉnh dậy, đột nhiên như hóa điên. Bà hoảng sợ với mọi thứ xung quanh. Trong mắt bà, từng người đứng ở đây đều là những bào thai muốn lấy mạng bà. Đừng, tôi không làm gì sai cả, đừng qua đây. Bà Dân nhặt trên bàn một cây kéo cắt làm vũ khí tự vệ. Hai mắt bà đảo liên hồi, bàn tay run rẩy cứ chìa về phía trước. Ông Thịnh đứng dậy muốn cùng vợ trốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng trong mắt bà, thứ chạy đến là một đứa trẻ toàn thân nhuốm máu đang muốn giết bà. Mày mau chết đi, mày không nên quay trở lại, mày mau chết đi. Bà Dân đâm một nhát kéo vào giữa bụng của ông Thình. Bà điên cuồng đâm thêm thật nhiều lần nữa, máu tươi bắn lên đầy mặt. Nụ cười độc ác ngày càng trở nên quái đản. Tiếng hô hoán của nhiều người vang lên. Trời ơi, chị Dân điên rồi, đó là anh Thịnh. Rồi 5-6 người muốn chạy vào can ngăn, nhưng bà ta đột nhiên đứng dậy, vùng cây kéo tứ tung, không cho ai đến gần. Cút đi, chúng mày cút hết đi. Bà quay cuồng đảo điên như mất hết lý trí. Lọ dầu ở dưới sàn cũng bị đổ vỡ lan ra khắp một vùng. Bà Dân tối sầm mặt lại, đôi tay vẫn không ngừng vung kéo, làm cho mọi người chẳng có cách để tiếp cận bà. Bàn chân lạnh toát đạp lên vết dầu ngã xuống chân cây giữ nến. Một hàng nến đang thấp đổ xuống, lửa theo đường dầu chạy bùng cháy lên, bao trùm toàn bộ cơ thể của ông Thịnh, lan ra cả bà Dân. Ôi trời ơi, cháy rồi, mau dập lửa đi, mau dập lửa. Ngọn lửa gặp dầu nên cháy mỗi lúc một lớn. Tiếng rên là kêu khóc thảm thiết ở trong vọng ra, vô cùng ám ảnh. Những xô nước xách vội không đủ để dập tắt đám cháy, mà mỗi lúc lại khiến cho ngọn lửa cháy cao hơn, mạnh hơn. Tiếng la hét của bà Dân ông Thịnh dần lặng đi, cho đến khi biến mất trong biển lửa sáng rực. Kỳ lạ thay, ánh lửa chỉ thiêu rụi người, còn đồ vật bài vị thì vẫn còn nguyên.
Người ta truyền tai nhau rằng ngọn lửa ấy chính là của 7 người chị tạo nên để trả thù bố mẹ chúng. Quả báo đã đến. Hai vợ chồng ông Thình bà Dân đã phải xuống tận âm ti để trả nghiệp. Hai người ấy chính là minh chứng của cái nghiệp trọng nam khinh nữ. Nhà thờ họ Phạm giờ đây cũng đã thay đổi vô cùng lớn. Từ cái chết của vợ chồng ông Thình, không một ai dám mang cái tư tưởng sinh cho bằng được con trai thì thôi. Bà Đoan quỳ dưới từ đường trước sự có mặt của con cháu, tuyên bố việc hệ trọng. Bởi vì không thể đảm nhận được công việc trong họ nên vị trí trưởng tộc ta tạm thời sẽ giao lại cho cụ Mân. Ông Trọng, người con trai thứ ba, thắc mắc. Mẹ ơi, cụ Mân từ trước đến giờ chỉ là người làm, sao có thể tiếp quản nhà thờ họ Phạm chúng ta? Vậy thì con hãy đọc lại gia phả của họ Phạm nhà chúng ta đi. Bà Mân đã được cố trưởng họ ghi tên vào gia phả. Hơn nữa mười mấy năm vị trí trưởng họ để trống đều là một tay bà Mân quản giáo. Mọi người có ai có ý kiến gì về quyết định này không? Chúng con đồng ý. Suy cho cùng, cụ Mân là một người tận tụy, mà vị trí này cũng chỉ tạm thời. Đợi đến khi cái thư lớn, chức vụ cũng trao lại cho đúng người hơn. Còn về việc thằng Dũng, nó nhỏ tuổi hơn Thư, nhất là sau biến cố lần trước, tâm thần của nó đã không được ổn định. Dũng ngồi cạnh chuồng chó, đưa tay vuốt ve mấy con chó con. Qua 3 năm, con Hồi đã lại đẻ được một lứa. Ánh mắt của nó trông vẻ già dặn hơn trước, đã chẳng còn sự vô tư tin tưởng vào con người. Nó không cắn thằng Dũng, nhưng cũng nhe răng gầm gừ muốn dọa nó. Thằng Dũng bây giờ như một đứa trẻ 3 tuổi, ngốc nghếch chẳng biết gì, vẫn vui vẻ chơi với bầy chó con. Thế rồi có một giọng nói trong trẻo vọng lại. Dũng ơi, chị mua quà về cho em đây. Nghe giọng nói quen thuộc, thằng Dũng lập tức quay đầu lại. À, chị Thư về. Chị Thư về rồi. Cái Thư bây giờ đã là cô gái 19 tuổi, gương mặt tươi sáng rạng ngời, xinh đẹp với nụ cười rất duyên. Nó đưa hộp quà cho Dũng, nhẹ nhàng xoa đầu thằng em trai của mình rồi nói. Thế nào, có nhớ chị không? Dạ nhớ lắm chứ, nhớ lắm á. Thằng Dũng cười khoái chí, nhìn rõ lớn nhưng lại không lớn chút nào, mãi vẫn chỉ là đứa trẻ bị kẹt lại ở năm 3 tuổi. Thư vẻo má nó, nhẹ nhàng bảo. Rồi em ra bảo cụ Mân bóc kẹo cho ăn nha. Thằng Dũng nhanh chóng nhảy chân sáo đi ra ngoài, còn Thư ngồi dõi theo cái bóng lưng nó đi khuất. Còn Hồi gặp được Thư, nó mừng lắm, nó tin tưởng Thư, còn đưa cái mũi ương ướt ra đẩy đám chó con như muốn khoe. Cái Thư cười cười nói. Đây là đàn con của mày sao? Trông đáng yêu thật đấy. Cũng là cái lồng sắt, cũng là đàn chó 7 con, nhưng giờ đây mọi thứ đều thật tốt đẹp. Quý khán thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Nói Giỏi Tông Đường, tác giả Zen Zen. Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại một bình luận ở phần video cho Thi nhé. Cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã theo dõi câu chuyện. Đến đây Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc.